Hello hello tất cả các chị. Đó, hôm nay vào sale. Hôm nay sale củ ốc anh Vũ cho các chị đi. Còn vài củ. Đó, chị Linh nhà anh không biết. Hôm nay vào sale củ ốc anh Vũ cho các chị đi nha. Hôm nay sale củ ốc anh Vũ với mặt Phật. Hello hello các chị ơi vào đi. Hôm nay sale gì được ta? Sale đồ ăn đi. Có món mới này. Trời ơi toàn món mới. Trà sữa nữa này các chị ơi. Hello hello các chị ơi. Xem được thì để lại bình luận giúp em với nha. Em ơi ghim số điện thoại lên có gì các chị alo. Cái điện thoại của anh đâu? Điện thoại em đây. Con ghim chứ. Ai gọi em? Hello các chị ơi, ai đang xem để lại bình luận thương tác. Vào like các chị ơi, chuẩn bị sang đây các chị ơi. Hello các chị nào đang coi live mà thấy em thì cứ comment cho nhà em nha. Đúng rồi các chị ơi, ai mà đang xem được thì comment giúp em với nha. Em có xem được, có nhận được thông báo chưa? Chưa thấy thông báo. Trời ơi, mạng lại bị yếu rồi. Hello các chị, trời kệ, cứ giới thiệu trước đi nha các chị ơi. Các chị nào vào sau thì mua sau vậy. Trời vào ơi. Sau mua sau các chị ơi. Siêu cái này phẩm là nhà bên em này. Cái này là ở đâu hết hàng chứ đây có hàng các chị à? Ba vị cơ mà ta. Ba vị đó, trần châu đường đen. Trời ơi, có ba vị. Lúc nãy anh mới. Ủa chứ có một lon truyền thống đâu rồi. Không nhớ nữa. Các chị ơi, trà sữa trân châu đường đen bên trong ăn chân bên trong có trân châu nha các chị ơi. Một lon như thế này chỉ có 30.000 thôi. Có 30.000 ngon thôi, lắm. Các chị ơi. Uống cái này là siêu siêu ngon luôn các chị ạ. Uống trà sữa này, đây là trà sữa của Đài Loan nha các chị. Trà sữa của Đài Loan có 3 vị. Vị đường đen là vị tay em đang cầm đây. Và vị khoai môn và một vị nữa là truyền thống. 30.000 thôi. Bên trong sẽ có trân châu nha. Trân châu nó ăn không? Nó không phải dai mà nó ăn. Nó gọi là sao? Giống như thạch vậy em nhở? Kiểu nó vậy. Giòn sực sực á. Rất là ngon đúng luôn. Chị ơi dai mà ngon giòn sực sực mà luôn. Mà nó không có ngọt nha các chị. Và nó không có quá ngọt nha. Cho dù là vị đường đen hay là vị nào, nó vẫn giữ được đặc trưng của trà sữa nhưng mà nó không có ngọt các chị ạ. Yên tâm đi, 5 lon trà sữa chị Mimi. Em cảm okay, ơn chị Mimi. Mimi. Hello chị Mimi. Đó, các chị cái ơi. Cái này ngon cực kỳ luôn các chị ơi. Chốt cho chị Mimi 5 lon trà sữa để em chọn vị cho chị Mimi nha. Trời okay, cái nào em thấy Mimi ngon là em gửi cho các chị ơi. Các chị okay, ơi, chị ăn luôn. Ai đang xem được thì chia sẻ nha. Đặt đây có 3 vị luôn các chị ơi. Nào là trà sữa trân châu này là truyền thống nè, trà sữa trân châu đường đen nè. Tin nhắn của các chị nè vẫn lên lọ hạt đậu đi shop. Chị Hiền Lê ơi, lọ hạt đậu, lọ hạt đậu ngũ sắc em hết hàng rồi, không em, bán nữa đâu chị ơi. Tại mẹ. Vì đợt đó là em đi thỉnh từ Thái Lan về cho các chị á, mà em thỉnh 100+ đậu. Sao anh ghi bình luận của chị Mimi? Em phải ghi bình luận của mình chứ. Đó. Đó. Đây các chị ơi, em hạt đậu ngũ sắc em hết hàng rồi các chị ơi. Tại vì đợt á em đi bên Thái à, em thỉnh mấy cái hạt đậu về á. Nhưng mà 150+ người đặt, nhưng mà em vẫn nợ đơn các chị ơi. Tại vì ban dịch bệnh em có không có đi Thái được để lấy hàng về đâu các chị ơi. Thông cảm cho em nha các chị nha. Đây đây, em thông chỉ có 3 lon thôi chị ơi. Có 3 vị trà sữa 30.000 thôi nha. Đây em chỉ lên sơ sơ vậy thôi. Tại vì cái này siêu hot luôn. Em mà lên là không có hàng trả cho các chị đâu. Đúng rồi. Em cam kết các chị uống là hiền. Uống là cái hiền. Cái này là ngon đợt lắm. Cái này ấy rớt rồi. Thôi không sao không cái sao. Cái này là đợt chị Hà bán á. Nhưng mà giờ là chị Hà không bán nữa hết hàng quá chị ơi. Nhưng mà em vẫn còn. Em còn cỡ tầm 5 thùng là hết nha. Đợt cái này là đợt mình bán về cho các chị làm 30. Đem về lúc đó 30 thùng đúng không? Đúng rồi. Bán còn 5 thùng đó. Các chị ơi 30.000 ba vị nha. Lên 30.000 một lon giúp em. Chị ơi lên bánh chưng chị ơi lên bánh chưng châu đi ăn là bánh gì chị ơi? Thôi, để lên món khác đi ha. Giờ lên nhiều sản phẩm. Rồi, có trà sữa nha, ai đặt trà sữa bình luận cho em. Trà sữa bình luận giúp em nha các chị ơi. Có 3 vị rất là ngon luôn, trà sữa chưng châu đường đen, trà sữa chưng châu khoai môn nè, trà sữa chưng châu vị truyền thống cực kỳ ngon. Có bánh mochi luôn các chị ơi. Mochi có 100.000 một gói thôi, lên luôn cho các chị đi nè. Mochi vị trà sữa luôn. Các chị ơi. Lên mochi hả em? Mochi đi các chị ơi, siêu ngon luôn. Số lượng còn ít lắm mà. Lên đồ ăn đi, rồi lát em lại lên cho các chị đồ phong thủy. Hôm nay các chị ơi, coi like của em theo dõi like em nhiều nha các chị nha. Đây. Cái này là cái gì ta? Kẹo.
kẹo. Không phải kẹo, cái này là bánh mochi đúng Đài rồi, Loan. Bánh mochi Đài Loan là có trân châu ở bên trong, có cái hạt trân châu, vị này là vị trà sữa. Cái này là hàng Đài Loan nha các chị nha. Em sale rẻ luôn, một gói lớn như vậy là 100.000 giúp em luôn. Chị yêu nào lấy thì comment cho em là mochi trà sữa sale rẻ 100.000 một bịch cho em luôn. Chị nào lấy comment cho em nha. Mochi trà sữa ăn cái này là rất là ngon, ăn là nghiền luôn các chị ơi. Ai đang xem được thì để lại một chấm một bình luận tại các chị ơi. Em nha các chị. Ăn là ngon, ăn là ghiền luôn. Cái này là bánh mochi, là bên trong là nó sẽ, ở bên ngoài nó có dẻo dẻo đó, bên trong là nó có hương vị trà sữa, và cắn bên trong ra nó sẽ có cái hạt trân châu rất là ngon. Cái bánh bánh mochi này cực kỳ lạ luôn các chị ơi, sale rẻ luôn nè, còn mấy bịch hốt luôn giúp em. Cái này em còn mấy bịch đếm giúp em nè, cái này em còn mấy bịch thôi, em bán hết luôn, sale rẻ luôn, 100.000 một bịch giúp em nha. Rồi chị nào lấy comment cho nhà Kinh Ly bánh mochi trân châu trà sữa, bánh mochi trà sữa. Còn mấy bịch? 4 bịch cuối cùng giúp em, 4 bịch nha các chị yêu nha. Ai lấy comment cho nhà Kinh Ly, em chỉ có 4 bịch thôi, chị nào lấy em sale rẻ luôn 100.000 giúp em. Cái này là trà sữa mới để đây nè, trà sữa trân châu Đài Loan rất là ngon các chị ơi. Nhanh tay đặt cái này nha, phải nói là siêu ngon, ăn là gì. Hai bánh mochi đã chia sẻ nha, em cảm ơn chị Bùi Liên. Ok, thank you người đẹp Bùi Liên, hai bánh mochi cho chị Mimi luôn. Em cảm ơn các chị nhiều. Em còn hai gói duy nhất luôn, hai gói cuối cùng. Chốt lấy em lấy luôn nha các chị nha. Bánh mochi này rất là ngon luôn. Lên hôm nay lên bánh xong mà lên đồ phong thủy nha các chị ơi. Ở lại like coi cho nhà Kinh Ly các chị ơi. Hôm nay lên hot hành hò cho các chị luôn. Và hôm nay các chị ơi, vẫn như thường lệ nha, hôm nay, từ hôm nay cho đến thứ năm tuần sau, chị nào mua đơn hàng nhiều nhất là em vẫn tặng cho các chị một cái đơn vòng nha chị Mimi ơi. Hôm bữa chị Mimi mua nhiều nhất, em vẫn tặng cho các chị một cái đơn vòng nha. Em vẫn tặng cái vòng, vòng đó là thạch anh tím pha vàng. Chị Mimi ơi, nếu mà nhận hàng thấy đẹp, thấy ok cho em bình luận, cho em xin cảm nhận nha chế yêu ơi. Thanh Kiều các chị yêu luôn. Hai bịch cuối cùng, một bịch 100k giúp em luôn nè, sale ghẻ luôn, sale ghẻ ợt cho các chị luôn nè. Em ơi, mochi trà sữa Đài Loan, ai chốt comment giúp em nha. Rồi comment ok giúp em. Em qua mẫu mới luôn. Lên mẫu mới. Giờ em like nhanh nha, tại vì nhiều mẫu em muốn lên like cho các chị lắm. Ngày mai em quên mất, hôm nay định like, em định like đồ hello, tài chị lộc yêu cho các chị. Giống như kiểu đậu á, thì em có một cái nữa là mèo ngũ phúc. À, mèo ngũ phúc, nhưng mà mèo ngũ phúc lại để ở bên shop mất tiêu. Đúng rồi, em đang để bên shop mất tiêu rồi. Mai sẽ có mèo ngũ phúc cho các chị. Mai sẽ lên mèo ngũ phúc nha. Đây rồi các bây chị. Giờ lên cái gì cho các khách. Ô đây mai cho các chị. Ô mai bao nhiêu tiền em? Rồi sale thêm cho các chị này. Ô mai lớn này. Ô mai được bán này, bịch này nửa ký là 200 mấy đó. Thôi sale rẻ luôn đi, 160 giờ sale thêm cho các chị xíu nữa nè. Sale thêm 140 này các chị ơi, ai đặt giúp em này, 140 ô mai của Thái Lan nha các chị. 140 bịch luôn, ai lấy ô mai của Thái Lan, cái này là xíu muội nha các chị nha, ăn chua chua rất là ngon luôn. Và cái này phải nói là một bịch của nó nửa ký xíu muội của Thái Lan nha các chị nha. Đây các chị ơi, nhìn giúp em, xíu muội này là em nhập từ Thái Lan. Đây các chị ơi, chữ Thái Lan giúp em. Không phải là hàng của Việt Nam nha các chị nha. Cái này em nhập về rất là ngon luôn. Nửa ký bịch này bay lớn thì có 140 thôi các chị ơi. Ăn thì đặt giúp em nha. Cái này là xíu muội lại ngon, lại xịn, không phải xíu muội dởm nha các chị nha. 100... Cái này bạn lần trước là lấy 200 mấy đó. Giờ anh sao còn 140 luôn. Ok, 140 luôn các chị ơi. Các chị ơi, 140 ngon lắm. Chẳng lẽ em lại khui ra cho các chị xem. Các chị xem đường sau cho rõ này. Ngon lắm. Cam kết ngon với các chị luôn. Không ngon hoàn lại tiền luôn nha chị ơi. Đây không đây. Ngon là hoàn lại tiền các chị ơi. Chia ngon sẽ lắm. Like, chia sẻ like cho nhà Kinh Ly giúp em. Đây là bao nhiêu, nửa ký đúng không em? Trời ơi, nửa ký. Nửa ký ô mai mà. Nửa ký, hello các chị yêu ơi. Hello các chị nha. Rồi. Em coi em lên được cái gì nè. Hay em lên, em lại lên các chị ơi. Muốn em lên cái gì comment cho em đi, em lên cho các chị yêu luôn. Em hello ơi. Các chị ơi. Trời. Còn cụ ốc nào mang lại may mắn không? Mang đề nhờ. Bà lựa cho các chị, thành vài cụ. Okay, để em lên cụ ốc nha. Em lên cụ ốc cho các chị xem. Các chị ơi chia sẻ nhiều này. Giờ em sell cụ ốc cho các chị này. Cụ ra đây đi, gần cái thùng cụ ra đây đi, em lên like. Đây các chị ơi. Chị Hoài Phương nè, xí muội này ăn ngon lắm, ăn hoài không hết. Cảm ơn chị yêu. Một bịch 140. Ok chị Nguyễn Hoài Ngọc nha. Ok, chốt cho chị luôn. Xí muội một bịch 140 nha các chị nha. Đơn hàng đồ ăn là có phí ship giúp em, nên chị nào đặt nhiều giúp em đi. Hôm nay lên đồ ăn xong rồi lên đồ phong thủy. Hôm nay các chị ơi cứ ở lại coi like của em. Hôm nay lên đồ phong thủy, sale lóc hết lóc luôn. Ok, em thấy chị Nguyễn Ngọc Hoài Ngọc rồi nè. Hello chị ơi. Em chốt cho mình bịch xí muội rồi nha. Mạng yếu quá không thấy được các chị nè.
Bên cạnh đó em vẫn nói nha, cái này là hàng gọi là hàng mua giùm thôi các chị ơi. Cái này là không lời không lỗ. Một hộp này là 136.000 khẩu trang, gồm 50 miếng có giấy kiểm định nha các chị nha. Đây các chị nào muốn coi giấy kiểm định cứ nhắn tin cho Kinh Ly, Kinh Ly sẽ gửi cho các chị coi cái này mua giùm. Rồi ai chốt comment cho em là 136.000 một hộp. Cái này là khẩu trang y tế nha các chị nha. Rồi em chuẩn bị qua cái khác cho các chị luôn. Lên cái gì được đây ta? Hello, em chào các chị ơi. Rồi, có sô-cô-la còn dư 2 hộp, sót 2 hộp, đẩy luôn. Rồi nha, chị nào comment cho em sô-cô-la nè, sô-cô-la Afendo. Nếu mà các chị có coi những cái like trước của em rồi, cái này là em bán khách em nợ đến 50 hộp mà không có hàng trả, em phải hủy hết đơn. Nay em sót 2 hộp ở trong kho, đúng 2 hộp thôi. Chị yêu nào chốt em lấy lẻ luôn, 75.000 một hộp. Chị nhận được vòng rồi, đẹp lắm. Hello, em cảm ơn chị Lý Quân Lệ nhiều ạ. À, rồi hôm nay em sale banh nóc luôn. Hôm bữa các chị có coi những cái live trước của em là em bán cái hộp này rất là được luôn. Cái này là sô cô la hạnh nhân của Afendo nha các chị nha. Một hộp này là 300 mấy chục ngàn lận. Nên nhưng mà hôm nay là cái hạn đáp của nó là cũng gần thôi, chứ nó không có xa lắm nên còn ít sale rẻ luôn. Ok chị Lý Quân Lệ, một xí muội 140 okay, luôn nè. Chị xí. Chị Hà hôm ơi. Nay sale rẻ luôn nè. Hôm nay 75.000 một hộp, giúp em 2 hộp thôi các chị ơi. Còn 2 hộp cuối nha. Em chốt cho chị nào nhanh tay thôi. Cái này là mua về để các chị ăn đi, siêu ngon luôn. Em cho các chị coi nè. Một cái hộp bay lớn như vậy nè, sô cô la Afendo nè. Các chị ơi, làm gì có giá này, 75.000 luôn. Em còn 2 hộp nên thôi, chị yêu nào thương em lấy cho em luôn đi chị ơi. 2 hộp còn lẻ trong kho sót thôi, 75.000 một hộp. Hôm bữa nhiều chị hỏi mà em không có hàng, em không có trả đơn được, mà hôm nay nhân viên em đóng hàng ẩu á, lại sót 2 cái hộp này nên thôi em lỡ rồi em lên like luôn. 75.000 một hộp giúp em nha, một cái hộp bay lớn vậy nè. Milk chocolate sữa có cái hạnh nhân bên trong, ăn cực kỳ ngon, 75.000 luôn. Rồi ok, chị nào chốt comment cho nhà Kinh Ly nha. Hỏi em nè. Chị okay, nhớ ra chị em rồi, lúc trước chị Hà My. Chị nhớ rồi, ra em rồi, lúc trước em làm cho chị Hằng Lê, chị Hằng có test thử kem mặt lên em tại phòng chốt hàng. 2 hộp kẹo 75. Ok, chốt okay, cho chị Mimi chị luôn. Đúng rồi chị ơi. Đúng rồi chị ơi. Chị Hà My nhắn tin là chị nhớ ra em rồi nè, lúc trước em làm cho chị Hằng Lê, chị Hằng có test thử kem lên mặt, đúng rồi chị ơi. Hồi trước em làm cho chị Hằng Lê mà nay em lại về làm cho anh Hưng Lê nha các chị nha. Nên các chị yêu thương em, ủng hộ cho nhà Kinh Ly giúp em luôn, em cảm ơn các chị nhiều luôn. Ủng hộ cho chị Hằng, chị Hà và cả Hưng Lê nha các chị nha. Cảm ơn các chị nhiều luôn. Hôm nay em lên, hồi xưa em lên là em test cái da mà em dùng mỹ phẩm của chị Hằng, chị Hà mỹ phẩm nào cũng ok hết các chị ơi. Nếu mà chị nào mà chưa mua cứ trải nghiệm nhà của chị Hằng Lê IHL hoặc chị Hằng là chị Halima Amalia, cực kỳ đẹp luôn mỹ phẩm và nó là xài ok lắm luôn, ngon lắm luôn á chị ơi. Bị yếu. Rồi em lên tiếp chị Mimi, 2 hộp kẹo luôn, chị chốt luôn rồi đó. Chốt cho chị Mimi đó. Rồi em 2 hộp kẹo em soạn đơn nha. Rồi okay. em coi em lên cái gì được nè. Bây giờ em lên các chị ơi, em lên phong thủy tiếp nha. Hôm nay em lại lên phong thủy cho các chị yêu đây. Hello các chị. Coi coi cái bánh gì rẻ sale cho các chị luôn nè. Các chị ơi, các chị có đang coi, có đang thấy em không? Em thấy mấy chị bị tuột ra rồi, chắc là mấy chị lại bị mạng yếu nữa hả ta? Đúng rồi, các chị ơi, hình như mạng lại yếu rồi. Các chị ơi, chia sẻ like cho nhà Kinh Ly mạnh tay để... cùng. Em vẫn còn bút làm trắng răng nha, vẫn còn kem chị sẹo luôn. Đúng chị rồi. Nào lấy thì cứ comment cho em là nhân viên em sẽ gọi chốt đơn cho các chị. Hello các chị. Rồi bây giờ mạng, ủa sao cái này nó bị chóa quá ha. Các chị ơi, em lên cho các chị coi một củ ốc này. Cái củ ốc này là đợt trước á, là khách hàng bên em là có thỉnh cái củ này về. Đợt trước là chị Hà thỉnh cho các chị cái củ này là ốc, củ ốc Anh Vũ nha. Tên của nó là củ ốc Anh Vũ. Cái này là nhập từ Canada đem về. Cái này là ốc nguyên khối luôn các chị ơi. Không có làm, không có vẽ hoa văn hay gì hết. Cái này là đúng ốc nguyên khối luôn, nhìn giúp em. Cái này để trong gia đình thì tụ tài tụ lộc rất là tốt. Sáng nay chị nhận hàng vòng nhận chị hai. Vòng nhận chị hai lâu gì ưng lắm em ơi. Món hài nào lòng hài lòng em ơi, món nào chị cũng ưng ý. Cảm ơn chị Mimi. Chị Mimi đây là khách hàng mới của bên em. Nhưng mà chị nói là chị mua hàng em là lần đầu tiên chị mua, nhưng mà chị cảm thấy rất là hài lòng luôn. Cảm ơn chị nhiều.
Thì cái này là ốc Anh Vũ, cái này là để trưng trên bàn thờ nha các chị nha. Bàn thờ thổ địa của mình á, bàn thờ ông thần tài, bàn thờ ông địa. Thì cái này ở trên á thì hướng cái mặt cụ ra ngoài giúp em. Nhiều chị nói á là chị làm ăn phá sản nè, làm ăn tiền, làm ăn hoài mà tiền không vô. Có nhiều chị lại nói là em ơi, chị làm ăn tiền vô mà có nhiêu là nó trôi ra hết luôn. Phải nói là tiền không có được giữ, làm 10 mà xài hết 9 rồi. Đây các chị ơi, lấy cái cặp vũ, cặp lấy cái ốc Anh Vũ này đi các chị. Cái này trưng trong gia đình. Nếu mà chị nào đã thỉnh cái cụ ốc này rồi thì cho em xin cảm nhận nha. Cho em xin cảm nhận giúp em nha. Cái này là cụ ốc Anh Vũ, cái này là hàng nhập từ Canada. Ốc Anh Vũ này là siêu linh luôn, phải nói là cực kỳ linh. Không những là những chị mà nhà không có thổ địa, không có thần tài, các chị có thể để lên cái trên bàn làm việc của mình, hướng cửa ra ngoài giúp em. Hướng cửa ra ngoài hoặc là trên cái tủ két thì cụ ốc sẽ đem lại cho các chị là hút tài hút lộc, đem lại may mắn cho các chị. Nhiều chị á là làm ăn không được, nhiều chị là gia đạo kiểu giống như là rục đục nè, gia kiểu vợ chồng gia đình không được hạnh phúc, thì thỉnh cụ này về cho em luôn. Để cụ này nếu mà có thần tài thổ địa thì cụ này hướng ra ngoài, không thì để lên trên bàn làm việc giúp em. Không thì các chị có thể để cái cụ ốc trên trên két sắt á, hướng ra ngoài. Và bên cạnh đó nữa, có mặt ốc dây đeo không em? Chị Diệu Huyền Phạm Thị có chị ơi, có mặt ốc dây đeo Anh Vũ nha, 400.000 một cặp. Đợi anh ra cái tủ mà ngay chị Lan ngồi á, mở ra nhớ hôm bữa không? Có em còn nhưng mà số lượng không còn nhiều các chị ơi. Có mặt ốc dây, có mặt Anh Vũ đeo bỏ túi. Em thấy chị Tuyết Xuân Nguyễn rồi nè, chị nhận được vòng và bánh rồi em, vòng đẹp lắm, bánh ăn ngon lắm em, cảm ơn chị yêu luôn. Em có mặt dây ốc Anh Vũ, chị đợi em một phút, bạn lấy em đem xuống cho chị. Em còn ít thôi, em không còn nhiều, em còn cỡ 10 cặp thôi các chị ơi. Cái này là bây giờ là bên Canada em không có về nhập hàng nữa được đâu, tại vì tắt biên rồi. Nên là em còn ít nên thôi em bán luôn. Cái này là một cặp là 400.000 giúp em. Trước đây là có những chị khách là thỉnh của chị Hà, nhưng mà bây giờ là đồ phong thủy, những cái cụ ốc này là nhà kinh ly thỉnh đem về cho các chị hết nha. Tất cả các cụ này là đã được khai quang khai nhãn ở trên chùa rồi, nên các chị cứ yên tâm. Cái này đã được khai quang khai nhãn ở trên chùa rồi nên các chị cứ yên tâm. Cái này là thỉnh về ở nhà rất là tốt luôn. Rồi em lên đây. Cụ ốc mặt cụ ốc đeo dây đeo đây các chị ơi. Người ta gọi là cụ ốc dây đeo hoặc là gọi là cụ ốc bỏ túi đó các chị ơi. Một cặp như vậy nè. Một cặp như vậy là 400.000 nha các chị nha. 400.000 giúp em. Em để vô cái bao á các chị ơi, để mình bảo vệ cụ ốc. Có những cụ là có những cái hạt đốm, những cái lỗ ở trên luôn á các chị ơi, nhưng mà là hình dáng của cụ là như vậy nha các chị nha. Đây em cho các chị xem rõ hơn cụ ốc của em. Đây các chị ơi, cái này bỏ vào túi sách hoặc là đeo, bỏ vào túi sách hoặc là mình đeo, bỏ vào bóp ví nè, bỏ vào túi sách hoặc bỏ bên bóp ví, hoặc là cái khoen này nè, các chị có thể đeo làm dây chuyền giúp em. Một cặp như vậy là 400, cụ ốc cực kỳ may mắn luôn. Nếu mà cụ ốc mà hơi bụi nhẹ, các chị có thể lấy rượu trắng chấm với lại một chút ít bông tẩy trang hoặc là những cái bông gòn, nói chung là giấy khô lau giúp em trên mặt cụ. Cụ sẽ sáng hơn và sẽ lan tỏa, và cụ sẽ giúp cho các chị đạt những điều như ý muốn nha các chị nha. An khang và phải nói là thịnh vượng luôn. Cái này là vượng khí cực kỳ tốt luôn. Đeo cụ hoặc là đem cụ theo bên mình, nói chung là may mắn và gặp bình an rất là hay. Đây là của ốc Anh Vũ bỏ túi đây chị ơi. Chị Diệu Huyền Phạm Thị ơi, mình có thấy mình có đang coi like thì cho em xin một cái comment nha chị nha. Đây các chị ơi, nhiều chị hỏi đây nè các chị ơi. Đây là khuôn hình của cụ đây, 100% là cụ tự nhiên, cụ hoàn toàn tự nhiên luôn, không có đúc qua cái gì hết. Đây là cụ ốc Anh Vũ đó các chị. Đọc bình luận giúp em. Nhọc mặt ốc đeo nhỏ hơn em ơi. Mặt này là nhỏ nhất rồi chị. Còn mặt ốc đeo nhỏ hơn em ơi. Còn có những chị đeo rất thích cái đeo này, cái này là nhỏ lắm rồi á chị. Tại vì là em cầm sát nên chị thấy to á. Chứ đeo cái này là nhỏ nhất có thể rồi. Các chị ơi nhìn giúp em nha. Em đeo như vậy là vừa em luôn. So với cụ em có cụ to hơn nữa. Cụ Nam đeo này. Hello em chào chị Tuyết Xuân Nguyễn, em thấy chị rồi nè. Chị Tuyết Xuân Nguyễn. Đây các chị ơi, cụ này là cụ to luôn á. Cụ này là cụ to nè. Cụ này là cụ nhỏ nè. Hai cái cụ nó trên lệch khác nhau hoàn toàn. Cái này là 400.000 một cặp giúp em. Đây,
ai đeo dây chuyền thì lấy cụ nhỏ giúp em nha, đeo vô nó sẽ gọi là nhìn nó không có thô á, nhìn nó rất là tự nhiên. Và cái này thì đeo cụ cực kỳ bình an và may mắn luôn, chị nào chưa tin thì cứ đeo thỉnh thử cụ về giúp em. Cái này là đã khai quang khai nhãn ở trên chùa rồi nha các chị nha. Các chị ơi, đây. Mặt to này chắc mặt dây chuyền đó em, đúng rồi chị ơi, cái này là đeo dây chuyền mà. Cái đeo này dây chuyền mà cũng được chị ơi. Đây, đeo vô đây là đeo dây chuyền á, cụ ốc đeo dây chuyền. Cái này 400k một cặp, ai lấy thì comment nha. Em còn 10 cặp thôi, em còn ít lắm, không còn nhiều. Hát em hỏi bữa giờ mà lúc đó là em chưa kiếm ra được cụ, em cứ báo hết hàng, bây giờ lại còn dư có 10 cặp đó, nên chị nào lấy thì cứ comment cho em. Đây các chị ơi, cụ ốc anh Vũ đây, đẹp lắm các chị ơi. Đây, cái này là đeo dây chuyền giúp em nha, hoặc là bỏ túi, bỏ vô túi xách hoặc đeo dây chuyền giúp em. Có loại to loại nhỏ luôn, nhưng mà cái này thì loại nhỏ đeo dây chuyền nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Loại nhỏ thì đeo dây chuyền sẽ đẹp hơn rất là nhiều, anh bỏ túi cho em nha. Ok. Đây các chị ơi, cái này là cụ ốc anh Vũ để trưng. Em có cái mảnh to nữa, cái mảnh mà có hai cái miếng ghép của cụ à. Cái đó là có cái là tới 6 triệu mấy, có cái là 4 triệu mấy. Có cái nguyên em đang ốc, có nguyên cụ ốc luôn, cái một tảng to luôn, cái đó là 40 mấy triệu lận. Chị Thu Hà Nguyễn một cụ ốc, ok chị, okay, yêu luôn. Ok chị Thu Hà Nguyễn một cặp. Ai chưa thỉnh thì thỉnh ngay giúp em. Cụ hơi cụ mà bụi một xíu, dùng rượu trắng lau cho em nha. Các cụ ốc này đã được hai nhãn hết rồi. Mặt ốc lên màu xanh á, ốc nhỏ nhiêu tiền vậy em? Chị Hoài Phương ơi, cụ ốc nhỏ sale 400 nghìn một cặp. Cho em coi, cho em cho khách coi lại. Chị Hoài Phương ơi, cụ ốc nhỏ giống Hà Lai. Chị Diệu Huyền Phạm Thị, đúng rồi chị ơi. Cái này là tất cả các ốc anh Vũ này á, là chị Hà nhập khẩu về cho Kinh Ly. Nhờ chị Hà nhập khẩu về cho Kinh Ly để có bán cho các chị. Cái này không có bán ở tại Việt Nam đâu các chị ơi. Nếu mà tới nhắc tới cụ ốc anh Vũ thì khách chỉ biết là một là chị Hà Lê, hai là Kinh Ly Hưng Lê thôi. Tại vì bây giờ là em chuyên về phong thủy và em chỉ bán những cái đồ nhập khẩu giống như là bánh kẹo này nọ để bán kèm cho các chị, để các chị có thể mua nhiều hơn, những cái món đa dạng hơn thôi. Nhưng mà Kinh Ly là chuyên về phong thủy nha các chị nha, chuyên về phong thủy hơn. Nên các chị ơi, cứ đặt cho em. Chị Hoài Phương ơi, lấy cặp ốc đi các chị ơi, còn ít lắm luôn á. Đưa cái bịch ốc cho em đi, đưa cái bịch ốc cho em, còn ít lắm luôn á chị ơi, ít cực kỳ luôn. Đây chị ơi, đây em cho các chị coi nè. Đây các chị ơi, đây cái này là cụ khác nha. Cụ này em cầm trên tay là cụ khác rồi. Ốc ông Vũ, ai tin tâm linh, linh ứng lắm. Đúng rồi chị à, ốc anh Vũ cực kỳ linh ứng luôn. Trong bóp em có một cụ à. Mình nhận cụ ốc anh Vũ rồi à, anh Vũ này rồi, đeo lên vừa lắm, không bự đâu. Mấy chị đẹp à, làm mấy chị ơi, đẹp lắm, may lắm chị ơi. Cảm ơn chị Mimi à, mặt dây giống bé Hà đeo là 2 triệu năm đó bé. Dạ. À, hôm anh thỉnh một cụ sau gặp may mắn. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Văn Trường, cực kỳ may mắn. Chị Mimi nói với em là trước đây là chị làm ăn được lắm á, nhưng mà hả à, không hiểu sao càng ngày á, chị lại bị được không gặp không nhiều may mắn, và cái này là em không thể kể được. Nhưng mà từ khi mà chị thỉnh cụ, chị gặp thêm nhiều may mắn rất là nhiều luôn. Chị Mimi ơi, nếu mà cảm thấy là mình có lộc có may mắn thì comment cho em nha. Không chuẩn may mắn, đầu tiên muốn có may mắn là phải từ trong bản thân mình, các chị phải yêu đời hẳn. Các chị cảm thấy là mình cảm thấy vui vẻ hẳn thì các chị làm việc hay các chị làm như thế nào thì mới năng có năng lượng trong cơ thể mình, mới vui vẻ được các chị. Mình mới đem lại may mắn cho cuộc sống, giống như là chính bản thân của mình tạo ra. Khi mà các chị đeo đồ phong thủy thì các chị cũng phải tin. Các chị phải tin thì khi đó cái năng lượng của từ trường của phong thủy nó sẽ tạo lên, làm cho các chị cảm thấy là à, mình đeo cái này mình cảm thấy may mắn, mình đeo cái này mình cảm thấy là hợp vía. Ốc cặp chị mua rồi, em còn mặc ốc giống Hà đeo á, giống chị Hà đeo. Cái này là dây chuyền đeo mà ta. Đây chị ơi, đây các chị ơi, ốc này nè là đeo trên dây chuyền mà chị. Đây, đây cái cụ ốc mà chị Hà đang đeo là cụ này nè chị ơi. Cái này là 400 nghìn một cặp giúp em. Đây em cho các chị xem lại, cái cụ này là cụ khác nha. Cái cụ này là cụ khác em lấy nha. Hồi nãy là em cho các chị coi cụ này nè. Bây giờ là cụ này sẽ khác. Trên thân cụ này là sẽ có lỗ tụ tài nè. Đây các chị ơi. Đây.
Các chị thấy có mấy cái lỗ luôn các chị ơi. Đó là lỗ tụ tài đó các chị. Đây em cho các chị xem cái ốc này nó rõ hơn luôn. Cái cụ này rõ hơn luôn. 400.000 một cặp giúp em. Đây các chị ơi. Trên thân của cụ nè các chị, các chị thấy có mấy cái lỗ này không? Cái này á là lỗ tụ tài tụ lộc đó các chị. Nếu chung nói chung là chị nào mà trên nếu mà thỉnh được cái cụ ốc mà có nhiều cái lỗ nữa nè. Thật sự mấy chị cứ nghĩ là bị bể nhưng mà không phải nha các chị nha. Hình dáng của cụ là như vậy, nó sẽ tụ tài tụ lộc, cụ sẽ đem đến nhiều may mắn luôn. Chị nào kinh doanh thì đeo có những cái lỗ tụ tài này cực kỳ tốt luôn. Còn mặt đấy 2 triệu. Chị Diệu Huyền Phạm Thị nha. Đợi em một chút để có gì em hỏi lại cái mặt dây 2 triệu rồi em báo chị nha. Đây, cái này là 400.000 một cặp nè các chị ơi. Trên thân hình cụ ốc đây, trên thân hình cụ ốc là có những cái lỗ ở trên. Lỗ này là lỗ tụ tài, cái này là đặc trưng của cụ luôn á. Không có phải bị bể mà không phải là mình tạo nên, mà cái này là sẵn của cụ, hình dáng của cụ đã như vậy rồi. Cái này là 400.000 một cặp giúp em. Đây các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Và chị nào á, chị nào mà có chồng á thì mình có thể là cho chồng một bên, vợ một bên, thì cái này á giữ vững hạnh phúc gia đình mà gia đình gia đạo cũng hạnh phúc nữa, nói chung là bình an. Nhưng mà tốt nhất thì cụ ốc anh Vũ á, một là các chị thỉnh là các chị thỉnh một cặp cho hai vợ chồng đeo, hai là các chị thỉnh một cặp bỏ vào túi, chứ các chị đừng thỉnh một cặp mà các chị giữ một mảnh rồi một mảnh các chị lại đi cho người khác thì không nên nha các chị nha. Tại vì cụ đeo cho người thân của mình là tốt nhất, cụ đeo cho người thân của mình là tốt nhất, nên là mình thỉnh cụ về là một là mình cho chồng của mình hai là mình giữ luôn cho bố cho mẹ đều được nha các chị nha. Nhưng mà tốt nhất là đừng có cho người bên ngoài, tại vì may mắn của các chị thì các chị thỉnh cụ thì cụ sẽ đem lại đổi cho các chị, chứ không phải là các chị chia sẻ cho người ngoài nha. 400k một cặp giúp em. Em chỉ còn số lượng ít thôi, chị nào lấy thì comment cho em nha. 400k một cặp. Đây để em coi các chị ơi, cái này là cụ đọc bình luận giúp em. Cái này là cụ gì to ấy nhờ. Đây các chị ơi, cụ ốc luôn á, to quá chị. Đây, cụ ốc này là để trưng á các chị ơi, cực kỳ to luôn, to quá ha các chị ơi, đẹp lắm luôn á. Đó, trên thân hình cụ ốc là các chị có thấy là nó phản quang 7 màu á. Cái này đúng chuẩn luôn các chị ơi. Các chị thấy cái ánh đỏ đỏ mà cái ánh hơi 7 màu ở trên thân hình cụ không các chị? Đó, cái này là sẽ phát quang, phát sáng cái ánh, cái tia này nó sẽ giúp cho cái người đeo may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Cái này là đeo là may mắn đỏ lắm luôn các chị ơi. Cái này thì cái cụ này là em đang cầm là trưng nha các chị nha. Cụ này là em để trưng chứ không có đeo. Cụ này là em trưng không đeo. Nhiều lắm. Để em coi em còn cái gì em sale cho các chị đây. Ten. Trời ơi, cụ này to lắm này các chị ơi. Cụ này là dành cho nam đeo luôn á. Cụ này là cực kỳ đắt. Cụ đó dành cho nam đeo. Em cho các chị coi cụ nam đeo nha. Đây. Đợi em một xíu. Sao ánh sáng này sao nó cứ bị lóa em nhỉ? Đúng rồi, nó bị lóa lên, nó bị sáng. Đây. Cụ này là cho nam đeo đây các chị ơi. Cụ này là to lắm luôn á, to cực kỳ to. Đẹp ha các chị ơi. Đó, cụ này là nam đeo á. Ở trên thân hình cụ là những cái lỗ này nè. Những cái lỗ này nè là lỗ tụ tài đó các chị ơi. Cụ này nam đeo cực kỳ tốt luôn. Nhất là những người mà hơi to con, mà những người mà muốn làm ăn á, mấy người mà kinh doanh thì lấy cái cụ này cho em. Cụ này cực kỳ to luôn các chị ơi. Thân hình của cụ đây các chị. Chiếc chị có thấy ánh hào quang bên trong vòng 7 sắc cầu vòng luôn á. Đấy là cái vỏ của cụ nó hiện lên á, chứ không phải là tự sẵn có đâu. Không phải là tự người ta tạo ra đâu, mà cái này là trên thân hình của nó phát quang ra những cái ánh sáng này á chị ơi. Nó đem lại năng lượng cho cơ thể của mình á, nên là những người đeo nào cực kỳ hút tài hút lộc luôn. Đây cụ ốc đây, đẹp quá các chị ơi. Chị nào lấy thì cứ comment cho em nha. Cặp ốc anh Vũ mà hồi nãy em cho các chị coi là nữ đeo thì cái đó là 400, còn mặt của nam đeo thì sẽ có giá khác nè.
chị nào cứ thắc mắc cái gì thì cứ nhắn tin cho em sẽ tư vấn cho các chị rõ hơn luôn. Tại vì nhiều khi trên live có nhiều chị nói em ơi trên live chị ngại quá, chị toàn nhắn tin cho em thôi, không có gì hết chị ơi. Nếu mà các chị ngại thì các chị cứ nhắn tin cho em thì em sẽ tư vấn trực tiếp cho các chị luôn, chứ không phải là nhân viên nữa, nên các chị cứ yên tâm giúp em. Mỗi ngày em đều check hết tin nhắn nên các chị khỏi phải lo nha. Hôm nay các chị ơi muốn em lên sale cái gì nè, em sale cho các chị luôn nè. Đẹp quá à. Đẹp quá. Cái này là mặt dây chuyền. Cái này là mặt dây chuyền. Đây cái này nhỏ nữa nè. Cái này nhỏ đeo đẹp nè các chị ơi. Mặt dây chuyền nè, nhỏ đeo nè. Cho bé đeo á. Cái này là phụ nữ đeo được nè, con nít đeo được luôn. Con nít đeo tốt cho sức khỏe. Cái này là ốc Anh Vũ nha các chị nha. Đây. Đẹp quá à. Này của ốc Anh Vũ á chị ơi. Cái cặp này là cặp nhỏ nha. Chị nào mà sợ đeo to thì đeo cái nhỏ này cho em. Cái này là sale á, sale còn 400 á. Chứ giá gốc không có giá này đâu chị ơi. Chị Diệu Huyền Phạm Thị lấy thì lấy cặp này đi, xinh lắm luôn á. Cái này là đeo nhỏ nè, đeo nhỏ cho mình á, nhìn nó dễ thương hơn nè. Em còn một cặp này nha, cặp một cặp nhỏ thôi. Ai lấy thì comment giúp em 400k luôn. Đây cái gì đây? Đây là mặt dây chuyền tỳ hưu các chị ơi. Chị Xuyên Tuyết Sơn Nguyễn hỏi cụ có đế em cầm bao nhiêu em? Cụ có đế, đây, em đợi em một chút. À, cụ có đế, hồi nãy em cầm đúng không? Đúng rồi. Đưa giúp em. Lúc nãy em. À đây. Cụ này à chị? Cụ có đế này em cầm là 2,5 triệu nha các chị nha. Cụ có đế này em cầm 2,5 triệu. Đây các chị ơi, coi giúp em. Cụ này là 2,5 triệu đó. Em cho các chị coi hình dáng của cụ đây nè. Đây. Trời đẹp. Đẹp dã man luôn á. Cái này là trưng trên bàn thờ nha, hướng ra ngoài, hoặc là trưng trên tủ cái tủ két sắt nè, hoặc là các chị có thể trưng ở trên làm cái bàn làm việc của mình hướng ra ngoài cho em, cực kỳ tốt cho gia đạo gia chủ luôn. Tiền tài tài lộc giúp em. Cụ này là 2,5 triệu em đang bán, hôm nay có sale không nè? Hôm nay có sale cho các chị không nè? Sale cho các chị đi em. Sale bao nhiêu đây? Sao 50 cho các chị luôn, cụ ốc cứ sao 50 cho các chị đi. Ok, lỡ rồi nha. Để cho các chị dễ thỉnh về làm. Hôm nay ai lấy cụ này em sale 50% luôn. 2,5 triệu sale 50 còn bao nhiêu đây? 1,25 triệu em ơi. 1,25 triệu đúng cái like này thôi nha các chị ơi. Like sau em không sale giá này nữa đâu. Like sau em sale 20% thôi. Lỡ rồi hôm nay sale 50% cho các chị luôn. Cái này 2,5 triệu em sale 1,250,000 giúp em. Cụ em đang cầm trên tay. Chị nào lấy thì ghi giúp em là cụ 1,250,000 giúp em. Cụ này giá gốc là 2,5 triệu. Nếu mà các chị có coi những cái live trước thì các chị có thể biết ốc Anh Vũ đó, Amoni xà cừ đó bạn, nó màu xanh được cắt ra từ con ốc lớn làm mặt dây o nhẫn. Đúng rồi chị Đậu Hũ Phạm ơi. Trên cái đá Omani xà cừ nó tạo ra, nó sẽ có cái ánh gọi là cái ánh hào quang, nó nhìn tựa như là bảy sắc cầu vồng đó các chị. Ôi có chị nhắn tin luôn em ơi. Đâu? Chị có coi lại có cặp ốc Anh Vũ 400 này, nhắn cho chị là ok. Chị nhắn đây, tin đây 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 em cho các khách đọc tin nhắn. Cái này là em có sao em nói vậy nha. Đây các chị ơi. Đây khách nhắn tin cho Kinh Ly. Trời khách chị Khanh ạ. Em ơi, chị có coi xem like có cặp mặt ông Vũ, cặp ốc Anh Vũ đó, chị muốn mua giá 400k, địa chỉ 120/21 Trường Hưng Đạo. Đây, hôm nay lúc 8:23 đây các chị ơi. Em bán hàng là có sao em nói vậy. À, khách đặt là em cho các chị coi mà, tại vì có nhiều chị ngại á, không dám comment ở trên live thật, nên là hả các chị ơi, không sao hết các chị ơi, tại vì nhiều khi á em ưu ái các chị là những chị mà mình bỏ thời gian ra, mình ngồi mình coi em live rồi thì mình sẽ có cái giá siêu ưu đãi luôn. Không sao hết, cứ mình thích thì mình cứ đặt các chị ơi. Sale chị Đậu Hũ Phạm hình như hôm bữa chị có thỉnh một cụ
một cụ sale 1.7 triệu đúng không chị? Em nhớ không lầm là cụ đó chị Thỉnh là sale 1.7 triệu. Giá gốc của chị là, giá gốc của cụ chị Thỉnh là 3 triệu mấy á. Em nhớ là vậy đó chị Đậu Hữu Phạm ơi. Chị đeo chị Thỉnh cụ về chị cảm thấy là như thế nào cho em xin cảm nhận nha, để khách hàng em tin tưởng hơn. Tại vì có những cái chị khách mới vô nên chưa có biết cụ ốc anh Vũ là gì á. Nên các chị ơi cứ comment cho em Thỉnh cụ nào thấy như thế nào, comment cho nhà Kelly. Cụ này 2.5 triệu sale 50%, còn 1.250 triệu. Nếu mà các chị có biết hồi xưa chị Hà sale hết đát luôn. Em ơi. Chỉ có 1.7 triệu thôi. Các chị ơi, nếu ai chia sẻ giúp em chia sẻ mạnh. Nhưng mà em sale chơi lớn luôn, 1.250 triệu luôn. 2.5 triệu sale 1.250 triệu. Chị nào lấy thì comment giúp em là cụ ốc sale còn 1.250 triệu giúp nhà Kelly. Chị Tuyết Xuân Nguyễn dám mạnh. Giảm chị tí nữa để chị mua. Chị ơi em không giảm được nữa chị Tuyết Xuân Nguyễn ơi. Cái này em nói thật trên live luôn. Tại vì nếu mà chị có coi những cái live ngày trước, ngày mà em mới like cái cặp ốc anh Vũ này, em sale chỉ đến 1.5 triệu thôi. Hôm nay em cảm thấy là các chị mua được, em chơi lớn luôn, sale còn 1.250 triệu. Cái nào chị em mình biết nè, chị mua nhiều là em ủng hộ em là em cũng vui chị lắm. Thu Hà Nguyễn. Nhưng mà cái này em chỉ sale được đến 1.250 triệu thôi, chứ em mà giảm nữa cho chị mà người khác em không giảm được thì mấy chị lại nói là em ơi sao em lại thiên vị chị quá. Nên là thông cảm giúp em, thương em. Em ơi lần sau đừng có đọc nữa nha, chị nhắn tin quá trời nè. Trời ơi xin lỗi chị. Ôi xin lỗi chị. Ôi xin lỗi chị, em không biết em lỡ đọc lên. Đây, nên là chị nào thích thì cứ Thỉnh cụ về đi, cực kỳ may mắn luôn. Chị Thu Hà Nguyễn em ơi, cụ ốc một đeo người một để bóp được không? Đúng rồi chị ơi. Được chị đó ơi. Là để giờ như thế này này. Chị có rồi, chị Thỉnh tặng bạn. Đúng rồi chị ơi, Thỉnh giá này đi, sale rẻ rồi, 1.250 triệu. Em không sale nữa được đâu chị ơi, thông cảm thương cho em. Chị Dương Phạm, chị mới nhận mặt Phật đẹp lắm, cảm ơn chị ơi. Mặt Phật mẹ Quan Thế Âm với đúng mặt rồi, Phật mặt Phật Di Lặc á. Đúng rồi. Hay là 1.250 triệu hết cỡ rồi các người đẹp ơi, thông cảm cho em, thương cho em đi, thương cho bé Minh Anh đi các chị ơi. Em nói thiệt, cái nào em sale được là em sẽ sale hết cho các chị, mà tại vì cái này em sale sát giá rồi. Nếu mà các chị có coi những cái live trước của em á, cái này em bán sát lắm là 1.5 triệu là em sale cho các chị rồi á. Tại vì các chị cứ nhắn tin em hoài, em ơi cứ lên live ốc anh Vũ đi sale cho các chị đi. Mà hôm nay em hứng lên em sale 1.250 triệu luôn, sale 50% bất chấp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment cho em 1.250 triệu thôi nha. Cụ ốc 1.250 triệu lấy đi chị ơi, em phải nói là cực kỳ linh thiêng luôn. Chị Thu Hà Nguyễn ơi lấy đi một cặp mà để túi, cặp để túi. Cái này là em một nói đeo cái một... này là em nói thật nha. Ba em á đi làm á, nhưng mà hả kiểu như là không phải là cái tính của ba em á là hơi nóng tính với lại hơi nóng nảy, nên đi làm á với lại một phần là cũng giỏi nữa, không phải là em khen, nhưng mà ba em giỏi thiệt. Cái ba em đi làm cái có tiểu nhân hãm hại á, cái rồi hôm đó là ba em làm ở công ty sữa Vinamilk, thì hôm đó có người á hãm hại, có người á làm lỡ làm sai một xíu thôi mà báo lên cấp trên các chị ơi. Hôm đó ba em phải đền cho công ty sữa hết 200 triệu. Ba em phải đền cho công ty. Ok chị Thảo Trang, cụ ốc 1.250 triệu. Ba em phải đền cho công ty Vinamilk á, công ty sữa Vinamilk mà các chị hay uống á, là 200 triệu. Ok em chị lấy. Ok, okay chị Tuyết Xuân Nguyễn. Comment giúp em là cụ ốc 1.250 triệu để nhân viên em chốt nhanh hơn nha chị ơi. Chị Tuyết Xuân Nguyễn ơi. Thì hôm đó ba em mới làm giấy. Hôm trước đó là một hôm á, là em có Thỉnh cụ về. Cái cụ của em là không phải cụ này đâu, cụ của em là cụ lớn, cụ của em là cụ 6 triệu lận. Em mới Thỉnh cái cụ về, để đó giờ em bán á, em chỉ Thỉnh tại cửa hàng thôi, mà hôm đó là em Thỉnh về nhà em luôn. Thì em mới Thỉnh cái cụ về. Thì hôm đó, đúng ngày hôm đó, ba em mới viết một cái lá thư cho các ông sếp ở trên, nói là gia đình em á là cũng có con cái đang học đại học cũng khổ lắm này nọ. Thế là các chị tin không, 200 triệu đáng ra ba em phải đền cho công ty vì hư cái lô sữa đó, nên là hả ba em đền chỉ có 18 triệu thôi, xin được xuống đúng 18 triệu. Có em nói sao là em nói đúng sự thật nha các chị nha, không nói gian nói dối nha các chị nha. Ok, cụ ốc 1.250 triệu Thỉnh cái cụ về cực kỳ may mắn luôn. Cái này là câu chuyện em kể trên đây là có thật đó, là ba em bị như vậy, nhưng mà từ lúc mà Thỉnh cụ về là cực kỳ may mắn luôn. Không hiểu sao mọi chuyện như xóa giải hết các chị ơi. Có những chị, em nói thiệt là có những chị khách của em, nếu mà không biết những chị đó có đang coi like này không, là comment chị Hà đi đâu không lên like. Chị Quỳnh Trâm Phương Lê, chị Hà đang like trang chị Hà rồi chị ơi.
Thì có những chị khách nói là em ơi, hôm bữa nhắn tin cho em luôn mà em lại không quên chụp cái cuộc thoại đó. Chị nhắn là em ơi, chị bị người ta quỵt nợ, nhưng mà từ ngày thỉnh cụ về không hiểu sao chị lại đòi lại được tiền nợ. Chị nợ người ta, nợ chị 2 năm rồi mà chị lại đòi được. Cảm ơn em rất là nhiều. Không hiểu sao đòi được nợ mà cũng cảm ơn mình nữa các chị ơi. Nhưng mà các chị ơi, tại vì mình thỉnh cụ, mình tin. Tại vì chị thỉnh cụ của em là chị chỉ mong muốn được may mắn thôi. Nhưng mà cái này là tâm sự và chia sẻ thật của khách. Khách nói là khách bị người ta quỵt nợ 2 năm trời mà thỉnh cụ về mới có mấy ngày mà trả được nợ, là các chị hiểu là cụ linh thiêng và tâm linh cỡ nào rồi. Chị ơi, chị Phụng Lê nè, cái này chị thỉnh rồi, tốt lắm. Cái này là cả dòng họ chị ai cũng thỉnh, đợt của chị Hà cũng có. Bây giờ hả, chắc chị phải đặt thêm của em thôi. Ok chị Phụng Lê, cái này á thỉnh cực kỳ tốt luôn, tại vì cụ rất là tâm linh, nếu mà các chị có tin thì sẽ có lành. Hồi xưa em không có tin ba cái chuyện phong thủy đâu các chị ơi, nhưng mà em phải nói là trải qua nhiều việc rồi thì mình cảm thấy là phong thủy rất là hay. Tại sao những người mà người ta làm chức cao, người ta làm ở có lên Phật bản mệnh không? Em chị Dương Phạm chết rồi, Phật bản mệnh hôm nay em lại để ở bên cửa hàng em rồi. Hôm nay em qua chị Hà em mượn chỗ em like ké thôi chị ơi. Mai em hứa, mai em lên. Hello hai à, em đẹp yêu. Hello chị Hồng Hoa Trần, em hứa ngày mai em sẽ lên Phật bản mệnh cho các chị. Ngày mai em sẽ lên, nhớ mai lại lên coi like của em nha các chị nha. Thì các chị biết sao không? Thì em đang nói đến cái khúc nào rồi ta? À, tại sao mà những người mà người ta làm ăn, công ăn chức lớn, nói chung là mấy người làm lớn ở trong nhà nước á, nhiều người lại thỉnh cụ nè, nhiều người người ta lại làm tin vào phong thủy các chị. Tại vì làm lớn là hầu như ai cũng tin vào phong thủy á. Người ta phải coi trước khi người ta cưới vợ, người ta phải coi trước khi người ta cưới chồng, người ta phải coi trước khi người ta ra làm ăn. Thì cũng giống như các chị bạn vậy đó. Quá không xem được rồi chị Hồng Hoa Trần. Thì cũng giống như các chị ơi, đang coi được thì cứ comment cho em. Thì cũng giống như các chị vậy đó. Nếu mà các chị đang gặp những cái khúc mắc gì, nói chung là không có được suôn sẻ như mình ý muốn, cuộc sống mình không có được êm ả, không có được nở hoa, thì các chị ơi cứ thử cho em, thỉnh phong thủy về cho em, thỉnh cụ ốc về cho em, thỉnh đeo vòng tay cho em. Nhiều cái may mắn cực kỳ luôn. Chị nào mơ thấy ác mộng, ngủ không yên, ngủ không ngon, đeo cho em mặt Phật cho em. Mặt Phật có mặt Phật bản mệnh, có mặt Phật Di Lặc, có Phật mặt Phật Mẹ Quan Thế Âm. Chị nào mà muốn tốt về tiền tài thì đeo cho em mặt Tỳ Hưu cho em. Em có mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích nha. Mặt Tỳ Hưu Ngọc Bích nhưng mà nó được không phải là làm từ vàng nguyên chất hết một cái cụ Tỳ Hưu đâu, mà nó được phủ một cái lớp vàng thật lên trên thôi, nên là cái đó nên giá của nó không có cao, tầm có mấy trăm nghìn một cụ thôi chị ơi. À, chốt cho mấy chị rồi đúng không? Giờ các chị ơi, chia sẻ đi. Giờ em dám lộc, em lấy lộc lá cho các chị, em chốt rồi em vẫn dám cho chị, dám cho đúng 10 chị đầu tiên đi, 10 chị đầu tiên nha. Em dám thêm cho 10 chị đầu tiên đi em. Dám cho 10 chị đầu tiên là còn 1 triệu. Lúc nãy là em có chốt cho mấy chị rồi, em chốt giá 1 triệu nha. Giờ em chốt giá 1 triệu cho các chị. Không, cái này là em bớt. Cái này không có mua bán mà không, em. Đợt sau không giảm nữa nha, em nói thật là lỗ lắm rồi á. Lỗ, em biết là em lỗ rồi nhưng mà em muốn cho các chị 1 triệu là em lỗ vốn, có sao em nói vậy. 1 triệu là em không lời một đồng luôn các chị ơi. Chị có lỗ. Cái này là em nói thật luôn. Trời ơi, tự nhiên đang bán 1.250.000 thôi kệ đi các chị ơi. Lỡ rồi, lỡ nói rồi, lời mình nói ra thì không có thể nào thay đổi được. Nên rồi, hôm nay chị nào lấy cái này cho em, củ ốc này em sell còn 1 triệu. Chị không sell nữa đâu các chị ơi. Chị không ơi, sell nữa. Lúc nãy chị nào chốt rồi thì em sell cho chị 1 triệu nha. Là mấy chị lúc nãy chốt rồi, 1.250.000 em chốt rồi, nhưng mà giờ em giảm cho các chị còn 1 triệu. Là mấy chị lúc nãy là còn 1 triệu thôi đó. Là không, không sell nữa các chị ơi, đợt sau không sell nữa. Vì em chỉ sell đúng ngày hôm nay thôi, đợt sau là giá của nó là 2.500.000 giúp em nha. Cái này em nói thiệt, 1 triệu là em lỗ vốn không lời một đồng mà còn lỗ nữa các chị ơi. Cái cụ này là coi như em thỉnh về là thỉnh giùm luôn cho các chị á, không lời một đồng luôn á các chị ơi. Các chị ơi, ai chia sẻ like cho em với để chia sẻ like nhiều vô cho em các chị ơi. Em thật sự luôn, em lên like là em bỏ công sức ra, em không có tính gì hết, nhưng mà tại cái này á là em thỉnh, coi như là em thỉnh giùm cho các chị rồi, nên rồi chị giờ nào đặt em chịu chốt luôn. Em nữa. Em cho các chị coi cái cụ lớn của em nha. Có mấy cụ lớn á, khách hỏi đó, đem lên cho khách coi nè. Anh ơi, hàng của chị chưa đi, nếu chưa thì lấy thêm cho chị một tiếp chống sẹo. Ok chị. Chị Hồng Hoa Trần hình như đi hàng rồi. Đi rồi. Chị Hồng Hoa Trần ơi,
Cảm ơn vợ chồng em nhiều. Cảm nha. Ơn vợ chồng em nhiều nha. Không có gì chị Tuyết Xuân Nguyễn ơi. Em thỉnh coi như em thỉnh giùm rồi đó. Em nói thiệt, em coi như em thỉnh giùm rồi đó. Em lỗ luôn á, chứ em không có lời một đồng nào trong đây hết. À, chị Hồng Hoa Trần ơi, tiếp chống sẹo em đi à, tiếp chống sẹo chị ơi, đợi đơn sau giúp em nha. Đơn của chị em đi rồi. Đơn của chị em đi rồi. Em còn có mấy hộp rau cao căng bóng da, lát em lên like luôn. Ai lấy em chốt luôn nè. Chị ơi, ai đặt ai chia sẻ hoặc là gọi người nhà vào mua ốc đi, em đang giảm giá, em chỉ giảm cho đúng 10 người đầu đúng tiên. Đúng 10 người nha. Cụ này thôi nha. Cụ này thôi nha. 1 triệu giúp em. Người đầu tiên. Không giảm nữa. Mình còn kem đánh răng, có một khách đặt kem đánh răng. Kem đánh răng. Không không có kem đánh răng, chỉ có bút lăm trắng răng thôi. Hello, em chào chị Nguyễn Thị Thu Thủy nè. Rồi. Cái cụ này 2 triệu rưỡi, sale 1 triệu. Em chốt cho đúng 10 người duy nhất trên live thôi. Nãy giờ mấy chị nhắn tin riêng cho em ở bên tin nhắn chứ không phải Facebook. Thì comment cho em đi, em sale 1 triệu luôn. Cái này ơi, em không sale nữa. Em chia không sẻ sale này, được nữa. Em chốt cho mấy chị rồi, giờ giảm giá tiếp đó là còn 1 triệu thôi các chị. Em chốt hồi nãy hai em sale luôn hai cụ nhỏ đi, chị Thu Hà, chị Thu Hà Nguyễn. Không phải. Chị Thu Hà Nguyễn ơi. Cái cụ ốc anh Vũ mà 400k là em sale rồi nha. Nếu mà chị có biết cái giá đó là 950k hai cụ ốc giúp em. Cái đó em sale rất là nhiều rồi. Em không sale được nữa đâu chị Thu Hà Nguyễn. Thương em giúp em. Em không sale được nữa đâu. Em cũng đang đợi chị Minh Ngọc, chị Thu Hà Nguyễn. Em cũng đang đợi chị Minh Ngọc ơi. Em không xuống được nữa. 400 là đúng 400k. Dứt khoát con người nó một là một luôn chị ơi. Không sale được nữa giúp em thương đúng em. Đúng rồi. Thương nhà kinh ly. 950 em sale còn 400k. Em nói thiệt, em lời cũ đó mấy chục nghìn là tiền để nhân viên em đóng gói hàng. Cái đó em nói thật luôn, có 10 cặp sale lỗ vốn cho các chị rồi. Em bán hàng, bán phong thủy, người ta bán phong thủy, người ta lời bao nhiêu. Nhưng mà nhà kinh ly em cứ thấy khách em nhắn, khách em cứ nhắn rồi lại lên sale. Hôm nay cụ này em nói thật, em không lời một đồng nha. Lời một đồng em nói xạo là em mất lòng giúp cho các chị. Không bao giờ có giá này. Khách em thỉnh rồi là sẽ biết. Chị thỉnh cụ ốc về may mắn lắm em ơi. Tiền tự về với chị trước giờ chưa từng có. Cảm ơn chị Mimi. Chị Mimi ơi, chị thỉnh rồi hả? Chị em... Mimi thỉnh rồi, hôm bữa chị Mimi thỉnh cái cặp ốc anh Phụ bỏ túi mà đeo dây chuyền đó. Cụ nếu, 400 đó. Nếu mà được. Kêu chị thỉnh cái này đi. Em đang giảm giá, chị nên thỉnh một cụ như thế này đi. Chị nào muốn tốt thỉnh lắm. Cụ lớn, em có cụ lớn luôn. Lấy cho em mấy cụ lớn cho khách xem nè. Mấy cụ lớn à? Cụ lớn. Cặp cụ lớn này. Cụ đó bao nhiêu nè, cái cặp cụ đó nè. Trời ơi coi chừng bể nha. Cụ này 4 triệu 9 đó. Đây em cho các chị coi hàng của em. Cụ này là cụ siêu to luôn. Đi ra lấy cái cụ ở bên ngoài á. Cho các chị xem cụ. Đây các chị đi. Ơi. Đây, em cho các chị coi. Ôi, đây. Cụ này là cụ lớn luôn các chị ơi. Thấy em cầm, phải nói là bự, cực kỳ bự luôn. Chán quá, mạng không xem được. Thôi chị ngủ đây, hôm khác ủng hộ em nha. Ok chị. À chị Hà My, em nói đúng lúc trước chị mua chị Hà 900. Đúng rồi chị Hà My ơi, 900 có hôm 950. Tại vì cụ ốc anh Vũ không có về hàng được nữa. Em nói thiệt, đợt này em bán xong là em nói phải là nghỉ dịch dài dài luôn á các chế ơi. Em nghỉ dịch dài dài luôn. Tại bây giờ em không có đi qua bên Canada, em không có nhập hàng về được nữa. Hàng người ta nói là bây giờ là dịch bệnh khó lắm rồi, không có về được đâu chị ơi. Tại vì mỗi lần đi cái này là một công các chị ơi. Biết giúp em một lần mà em đem cái cụ này về á, là em phải tốn bao nhiêu tiền ship đem về đây á các chị. Chứ không phải là gì đâu các chị ơi. Em sale 400 nghìn là hết mức rồi. Thương cho em giúp em nha các chị ơi. Rồi cụ đó em, cụ này em đang cầm trên tay là 4 triệu 9 lần đó các chị. Đây 4 triệu 9 to ha các chị ha. Đây em qua, em qua cụ này nha các chị nha. Cầm giúp em vậy. Cầm giúp em để xuống đi. Có chừng rớt nè. Đây cụ này thì nhỏ hơn một chút. Cụ này là 3 triệu 3. Đây em cho các chị coi. 3 triệu 3. Đây các chị ơi. Em báo giá đúng ở trên đây. Có sao em nói vậy, cụ này 3 triệu 3 nha. 3 triệu 3. Hôm nay em sale 50 luôn. Còn một cụ duy nhất. Còn một cụ này 3 triệu 3 duy nhất. Chị nào lấy em chốt luôn nha. Sale 50 luôn cụ này đi. Mắc công lát mấy chị trả giá nữa. Bây giờ là em sale đúng 50% cái cụ này luôn. Đợt trước em sale không có mạnh như hôm nay đâu. Em thấy cái chị thương em, cái chị vô coi like em. Mặc dù em mới ra hai cụ đó đẹp quá em. Đúng rồi, đúng chị rồi, Thu chị Hoàng Nguyễn ơi. Cụ này là cụ lớn to đó các chị ơi. Cực kỳ chất lượng. Cụ này 3 triệu 3. Để bàn thờ siêu tài lộc. Chia 2 1.650.000 một cụ. 3 triệu 3. 3 triệu 3. 3 triệu 3 cụ này. Chia 2 1.650.000 cụ này. Em không sale nữa đâu các chị ơi. Em sale đúng 50% các cụ thôi.
bình thường là em đã sell nhiều lắm rồi. Các chị ơi, nếu mà có thỉnh cụ về là biết cụ này em sell 3 triệu 300 ngàn. 3 triệu 300 ngàn em sell cụ này rẻ luôn nè. Sell 50%, 1 triệu 650. Chị nào lấy chốt giúp em cụ 1 triệu 650 nha. Có đúng một cụ này thôi các chị ơi. Đẹp lắm các chị ơi. Khách em nói được á, khách được có chị này, không phải là khách em không phải là không bán được đâu các chị. Khách cứ kêu em là em ơi, cứ để cho chị đi, để dành cho chị đi, để dành cho chị đi. Mà đến bùng cái dịch cái là khách không, từ ở dưới quê, ở dưới tỉnh á, không có lên được thành phố. Rồi khách nói em ơi xả giúp chị. Chứ không thôi là em bán hết rồi, chứ không có cái giá này đâu. 3 triệu 3 nha, chị nào lấy sale 1 triệu 650 giúp em luôn. Chị nào thích thì lấy em sale luôn 1 triệu 650 nha. Sale cái này là sale hết đát rồi đó. Hai cụ đó đẹp quá, đúng rồi, đẹp cực kỳ đẹp chị ơi. Đây các chị ơi, cụ ốc anh Vũ. Cụ này là 3 triệu 3 đó các chị. Sale 50% còn 1 triệu 650 ở trên live. Chị nào lấy thì comment giúp nhà Kinh Ly nha. 3 triệu 3 sale còn 1 triệu 650. Rồi ok chị ơi. Ai chốt giúp nhà Kinh Ly với chị ơi, 1 triệu 650 để ngay trước bàn thờ thổ địa. Quay cái mặt, cái mặt này là mặt hút tài lộc nha chị ơi. Quay ra ngoài là hút tài, hút lộc, tiền tài vào nhà nha các chị ơi. Ai mà đang làm ăn kinh doanh đó, hoặc là muốn thăng quan tiến chức thì cứ mua cụ ốc này nha các chị ơi. Đây, để em cầm cho các chị xem. Đấy, sale 50 chị ơi, 3 triệu 3 sale còn là 1 triệu 650 ngàn. Chị Tuyết Xuân Nguyễn ơi, nếu mà thích thì lấy cụ này nha. Cụ này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà chị muốn mua, chị mua thì chị tặng cụ này phải nói là cực kỳ VIP luôn á. Cụ này là cụ lớn, cụ này có hai mảnh nha các chị nha. Cụ này là 1 triệu 650, sale 50% rồi. Giá gốc của nó là 3 triệu 300 nghìn giúp em. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Em chỉ có đúng một cụ duy nhất trên live này thôi. Cụ này em có, tại vì đợt em bán hết rồi. Mỗi cụ em chỉ có một, mỗi cụ em chỉ có một thôi. Cụ này là 3 triệu 3, sale 50 còn 1 triệu 650. Đợt sau không sale nữa chị ơi. Đợt sau là 3 triệu 3 giúp em. Ok chị ơi, hôm nay các chị ơi muốn lên cái gì nè, em lên cho các chị là Phật bổn mệnh ngày mai chị ơi. Phật bổn mệnh ngày mai chị ơi, ngày mai em sẽ lên. Cứ tầm tối 7 giờ mấy 8 giờ em lên live là em sẽ lên phong thủy cho các chị. Tầm buổi sáng buổi trưa là em sẽ lên đầy đủ các đồ. Cứ đến tối em lại lên live nói về phong thủy cho các chị nghe nha. Cái cụ đó là bao nhiêu nữa nè. Có cụ nào mới mới, có cụ nào khác không? Cụ này, cụ đó. Cụ này siêu tài lộc. Cụ này là trời ơi quá trời tài luôn. Siêu tụ tài tụ lộc. Ok, em cho các chị coi một cụ mới nữa nè. Siêu tụ tài lộc nè. Siêu tụ tài lộc luôn. Trời đây các chị ơi, cụ này là bao nhiêu đây? 3 triệu 6. Đẹp quá, vàng ươm. Đúng rồi chị Đậu Hữu Phạm ơi. Vàng ươm, đúng rồi chị Đậu Hữu Phạm ơi. Vậy đổi chị lấy cụ 1 triệu 650 nhé. Ok, okay chị Tuyết Xuân Nguyễn. Để riêng cho chị Tuyết Xuân Nguyễn đi, cụ đó 3 triệu 3. Đúng rồi, để cho chị Tuyết Xuân Nguyễn. Ngày mai kêu gói kỹ giúp em nha. Ngày mai cơ gói kỹ kỹ nha, không okay. Có được bể nha. Bể là em nói thiệt chết luôn á, khóc luôn á. Không có cụ nào đền cho khách đâu. Đợt trước á chị ơi, em phải nói là lúc đó nhân viên em mới vô làm á, chưa có biết cách đóng hàng kỹ á. Ship hàng bị bể mất của em một cụ. Mà cụ đó các chị tin không, cụ đó là 6 triệu 8. Em phải nói là em khóc ra nước mắt luôn. Khách nói em ơi, chị không có cần em đổi cụ khác cho chị chỉ thích đúng một cái cụ đó thôi, bởi vậy mới chết chứ các chị. Khách đúng thích mỗi đúng cái cụ đó thôi, có cụ khác rẻ hơn khách không chịu nha. Khách nói là phải lấy cho cụ chị 6 triệu 8. Mà hôm đó em nói thiệt, em sell hết, em có đúng một cụ duy nhất 6 triệu 8, không có hàng trả cho khách. Khách từ đó là chị đó là giận em luôn á, phải giận em luôn, phải gần một tháng sau em thấy đặt hàng lại của em. Từ đó là khách giận em luôn, nên là các chị ơi thương em. Mai em sẽ ráng ship gọi là cho nhân viên ấy kỹ một xíu. Cái này là bể mà công mấy chị lại giận em nữa. Cụ này 4 triệu 2. Cụ này là 3 triệu đồng. Đúng rồi, 4 triệu 2, má đọc lộn nữa chứ. 4 triệu 2. Vậy đổi lấy chị một cự 1 triệu 650. Ok chị. Yên tâm. Các chị đang nhắn tin, các chị đang nhắn tin. Đâu. Các chị đang nhắn tin địa chỉ để qua chốt. Ok, em thấy các chị rồi. Đây các chị ơi, khách cứ nhắn tin, khách cứ nhắn tin à. Em đã từ ngày mà em để cụ ốc bỏ túi rồi, cực kỳ hên luôn. Khách nhắn tin cho em là các chị ơi, cứ nhắn tin địa chỉ quá trời luôn. Mà không dám lên live các chị. Mà không dám lên live.
cứ nhắn tin địa chỉ rồi chốt mà không dám nhắn tin ở trên live. Trời. Hôm bữa em xe đồ có chị đi cả xe hơi chiếc Mercedes tới bên em để mua hàng. Mà chị nói em ơi đừng có cho mọi người thấy cái mặt chị nha, chị ngại lắm. Nhưng mà thật sự là đồ chị không, của em không, không muốn mua chị đồ không, sale. Chị không muốn mua đồ sale tí nào nhưng mà đồ em đẹp quá. Cái đó là em bán cái đầm đó 900 mà tin không các chị, em sale có 299.000. Chị chạy xe hơi chở nguyên gia đình tới mua. Cái lúc đó em lại bắt cái máy em lên like, cái chị nói em ơi chị đi, chị like, chị lấy xong hai bộ này chị đi về, chị không có lựa thêm được đâu, tại em đang like rồi, mắc công người khác thấy cái mặt chị trên like là chị không có lựa được nữa đó các chị ơi. Có những chị mà cực kỳ nha, có điều kiện nhưng mà rất là thích, rất là thích, không phải là người ta muốn mua đồ rẻ đâu nhưng mà đồ rẻ rất là đẹp, lên thêm củ ốc bỏ túi đi em. Ok chị Thảo Trang. Trang hồi nãy hình như chị Thảo Trang có chốt chưa ta? Lúc nãy chị Thảo Trang chốt một củ ốc 1.250.000, anh giảm cho chị Thảo rồi, Trang rồi. Ok lên củ ốc bỏ túi á. Ok chị Thảo Trang đợi em xíu, em cho các chị coi một củ này nữa. Cụ này là bao nhiêu? 4.2 triệu này. 4.2 triệu các chị ơi. Cụ này em đang cầm là 4.2 triệu đây. Siêu tụ tài tụ lộc luôn các chị. Siêu tụ tài tụ lộc luôn. Nhìn giúp em nha. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Cái nào chỉ có một cụ thôi. Cái nào chỉ có một cụ duy nhất thôi nha. Không có cụ thứ hai đâu các chị ơi. Cụ này giống như con người mình vậy các chị. Chỉ có một. Nhìn giúp em ở nha. Trên đời chỉ có một thôi chị ơi. Nhìn giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Không bao giờ kiếm ra cụ thứ hai giống hệt. Cụ này 4.2 triệu, sale 50 còn bao nhiêu đây? Cho 4 các chị triệu xin 2 giá. Chị chia 2 giúp anh với. Chia 2 là còn bao nhiêu ta? 42.1 triệu hả? Đúng rồi, còn 2.1 triệu các chị ơi. 2.1 triệu cụ này, 4.2 triệu xe 50 luôn, còn 2.1 triệu. Chị nào lấy thì cầm bên cho nhận cái ly. Ở đây là rất nhiều tụ tài tụ lộc nha các chị ơi. Không có xa. Cái điện thoại của tôi. Mai có một cụ duy nhất thôi các chị ơi. Chị Thảo Trang đợi em một xíu lên củ ốc bỏ túi. Đợi em một xíu lên củ ốc bỏ túi. Cái này một củ duy nhất nha. Một củ duy nhất. Anh ra cầm cho các chị coi. Củ ốc đẹp quá. Đây, đúng đây, rồi đây. Đẹp lắm chị Hoài Phương ơi. Chị Hoài Phương ơi đẹp lắm luôn. Củ đây, này là 4.2 triệu. Cầm kỹ kỹ nha. Trời đúng ơi rồi. Rớt là chết đó. Rớt là không phải mất tiền mà mất lộc quá chị. Không phải mất lộc đâu mà khách nghỉ mua luôn á. Khách thích mấy củ này mà. Đây các chị ơi. Đây siêu tụ tài tụ lộc luôn. Đây từng cái ổ tụ tài. Ổ tụ tài ấy chị. Người ta thường gọi là ổ tụ tài ấy chị. Đây đẹp lắm chị ơi. Em có bóp cái phóng to trên cái màn hình được á. Đây được à. Đây. Đây các chị ơi nhìn giúp em. Đấy. Cái đây, này là những cái lỗ. Những cái này nha. Là cái lỗ tụ tài của ốc đó các chị ơi. Các chị thấy không? Lỗ tụ tài siêu nhiều luôn nha các chị ơi. Cái này 4.2 triệu đó chị ơi. 4.2 triệu đó, anh đang sale 50 đó. 4 triệu. Có sao nó vậy rồi các chị ơi. Còn 2.1 triệu thôi nha các chị ơi. 2.1 triệu cụ này. Siêu tụ tài luôn. Để trên bàn làm việc là siêu sang, siêu tụ tài. Còn để trên bàn thờ là hốt tài, hốt lộc vô biên luôn nha các chị. Đẹp quá các chị ơi. Phải nói là siêu đẹp luôn, củ này phải nói là siêu đẹp luôn. Lại là thua nhỏ. Đúng rồi. Đúng rồi, em để như vậy là vừa màn hình của em. 1.2 triệu. Cái này ở lộn em nhầm. Cái này là 4.2 triệu đang sale còn 2.1 triệu. Nhìn giúp em từng cái lỗ các chị nha. Cái này là lỗ tụ tài tụ lộc của củ ốc đó các chị ơi. Phải nói là cực kỳ đẹp. Củ này ai mua được tài lộc nhiều. Đúng rồi chị ơi. Quá đẹp luôn chị ơi. Tại vì cái củ này rất là nhiều lỗ tụ tài. Nên là khách em có những chị á mà không biết về củ ốc á. Nhiều chị không biết về củ ốc. Anh Vũ nói em ơi cái này có bị bể, có bị rơi không? Mà sao chị thấy lỗ nó không có đều nhau. Không phải đâu các chế ơi. Cái này là cái lỗ này là cái lỗ tụ tài ở trên cái củ ốc đó các chị. Lỗ tụ tài ở trên cái củ ốc nó sẽ tụ tiền tài cho các chị. Những chị nào mà mình lục đục ra trong gia đình của chị, nói chung là không được suôn sẻ trong gia đình, nói chung là mẹ chồng và nàng dâu luôn nha. Mẹ chồng lấy chị cụ 2.1 triệu. Ok chị Mimi. Chị Mimi chốt luôn rồi. Chốt cho chị Mimi. Ok chị Mimi, em chốt cho chị Mimi cụ này 2.1 triệu. Ghi giấy giúp em nha. Rồi. Chị Mimi. Chị Mimi này mới mua nhà hàng của mình mà bữa giờ chị mua chắc hả gần cả chục triệu rồi đó. Mua hơi bị nhiều luôn. Cảm ơn chị. Chị là chị mới biết em đây mà chị ủng hộ em rất là nhiều là em vui lắm. Nên là em lên em sale rẻ luôn các chị ơi. Nếu mà các chị biết hồi trước em bán của anh Vũ không có giá này. Tại vì em biết bây giờ là tình hình dịch bệnh các chị khó có điều kiện lắm. Không phải khó có điều kiện mà ngay cả bản thân em nữa. Là điều kiện phải nói là tiền bạc nó thất thoát hẳn luôn. Nói chung là mình cũng phải mua cái gì mình cũng phải suy nghĩ hết. Ngay cả bản thân em cũng vậy. Nên là các chị ơi sale rẻ cho các chị mua, các chị thỉnh về cho các chị gặp nhiều may mắn. Các chị có lộc em cũng có lộc nữa. Ok. Rồi trời ơi một cái củ ốc vòi voi hôm bữa khách hỏi. Trời voi hoặc là nguyên khối á. Hôm bữa sao không khách hỏi cái nói hết hàng vậy trời. Sao không ship cho khách. Đấy. Đây củ ốc vòi voi. Này là củ ốc vòi voi nha chị nha. Giống như nguyên khối vậy chị.
cái này là củ ốc vòi voi nguyên khối. Lát em sẽ dẫn cho các chị coi một củ ốc em đang chưng. Cái này là khách đang khách đặt. Khách đặt hai củ. Một củ khách đang chưng và một củ nữa khách nói là cỡ tầm em Hà dẫn chị qua đây. Cảm ơn chị Thảo Trang dễ thương. Trời, em nói hoài mà em vẫn chưa lên củ ốc bỏ túi cho chị. Chị đợi em chút, đợi em một xíu thôi. Vậy nốt cụ này rồi lên củ ốc. Ok, chị đợi em một xíu. Cụ này, củ ốc vòi voi này em đang bán là 4 triệu. Đây các chị ơi, đây nhìn giúp em củ này, củ nguyên khối nha. Rồi cầm cho các chị xem luôn, 4 triệu. Các chị ơi, củ ốc này là củ ốc lớn đó, củ ốc vòi voi á, nó không phải là củ ốc to nhưng mà nó là nguyên khối, đúng một hình hài của một củ ốc luôn. Nó khác với củ ốc hồi nãy, củ ốc này là gọi là củ ốc vòi voi giúp em. Cái tên của củ ốc đây. Cái này 4 triệu rồi, sale 50 luôn, 2 triệu giúp em. Sale 50% luôn. Từng trên cái lưng của đây, đây anh để ra đó sao các chị thấy? Xích qua đây một xíu nè. Xích qua đây hả? Xích qua đây nè. Đây hả? Đây. Đây em cầm cho. Đây. Quay qua cho các chị. Cái này là cái đế phía sau mà. Em hỏi cái này nè. Ừ. Đây các chị ơi, không sao em, chị Thảo Trang ơi, chị Thảo Trang yêu dấu ơi. Cứ đợi em một chút nha. Em lên lát em lên đây. Đây em cho hôm nay Kinh Ly lên ốc đẹp quá. Đúng rồi chị Hoài Phương ơi. Tại vì khách em nhắn tin nhắn á, khách nhắn nhiều quá mà các bạn phải chốt đơn nữa, em sợ là không có kịp nên em mới lên like được các chị khách coi cho nó dễ. Đây, cái đường này là cái đường vân của củ ốc đây các chị ơi, vân hoa ở trên nè, hoa văn này, nhìn cái đường vân giúp em. Củ ốc này, củ ốc vòi voi 4 triệu nha các chị nha. Sale 50 giúp em 2 triệu luôn. Các chị muốn nhìn chị nào lấy thì comment giúp em luôn. Cái này là hóa thạch 900 triệu năm á các chị ạ. Đấy, củ ốc. Đẹp lắm luôn á chị ơi, quay qua mặt phía trước nha. Cái này là mặt phía trước nè. Nào. Cái này là mặt phía trước của củ ốc nè. Anh gọi đem mặt. Cái mặt sau là mặt phía lưng đó. Đó, đúng là cái này là mặt phía trước nè các chị ơi. Đây nhìn giúp em. Em phóng to rồi cứ để yên đó cho em. Đây các chị ơi. Đẹp không các chị ơi, từng đường văn luôn, em cầm nguyên củ ốc lên cho các chị coi. Đây. Còn cái đế thì anh cầm. Đây các chị ơi, từng đường luôn, em cầm một củ ốc lên cho các chị coi, đẹp lắm. 4 triệu sale 50 luôn, 2 triệu giúp em. Chị nào lấy thì comment nha, cầm kỹ nha, không hơi bể nè. Chị nào lấy thì comment cho em là củ ốc nha. Chị nào lấy thì comment cho em củ ốc sale còn 2 triệu giúp em. 4 triệu sale còn 2 triệu nha. Trong cái like này thôi chị ơi. Đẹp lắm chị ơi. Chị không lấy là em lấy luôn á chị ơi, đẹp cực kỳ đẹp, ốc Anh Vũ. Cái này là ốc Anh Vũ nha các chị nha. Người ta gọi là ốc Anh Vũ vòi voi, cực kỳ đem lại may mắn và tài lộc cho gia đình và gia đạo luôn. Những chị nói với em là đang gọi là đang thức, xích qua để đây cho các chị coi, đang thức thoát làm ăn công việc không được nè. Những chị nói là chị em ơi, chị giống như là công việc của chị làm mà chồng của chị bị phá sản á. Từ khi mà chị thỉnh củ ốc về, chị thay đổi phong thủy của nhà chị là bây giờ chồng chị có điều kiện gọi là công ăn việc làm hẳn hoi luôn các chị ơi. Nên chị nào đã thỉnh rồi, dùng mà cảm thấy là có tài có lộc, cho em xin cảm nhận nha các chị nha. Tại vì không phải mình bán hàng không phải là hàng chất lượng, không phải mình bán hàng kém chất lượng, mà là do khách thấy nhiều khi lại chỗ này bán phong thủy mà bán cái này như vậy nè, mình phải tin, mình phải kiếm cái chỗ nào mà uy tín, tại vì khách hàng cũng muốn mua hàng uy tín thôi, cũng giống như em ra ngoài đường là mình muốn mua hàng chất lượng thôi các chị ơi, mình muốn mua hàng chất lượng thì mình thỉnh về nó mới gọi là tâm linh đó các chị, mình mới là đúng đây các chị ơi. Nhìn giúp em các củ ốc nha, cái đường xoắn ốc bên trong và cái đường vân hoa ở trên thân hình củ ốc, cái này là củ ốc vòi voi, cái này là nguyên củ nha các chị nha. Cái này là 4 triệu sale 50 còn 2 triệu giúp em rồi, chị nào lấy thì comment cho nhà cái ly. Đây giúp em. Củ này 4 triệu sale 50 là còn 2 triệu giúp em. 4 triệu sale còn 2 triệu. Rồi em xuống củ này nha. Chị nào lấy thì cứ comment cho em vì em chỉ có một củ duy nhất này thôi, không có củ thứ hai đâu các chị ơi. Một củ duy nhất luôn. Rồi chị nào chốt thì em lấy luôn. Củ rồi, này em... mà để lên bàn làm việc của chồng thì sang cái lắm, sang luôn cực kỳ á, mà sang. Lại hút tài hút lộc. Đẹp quá, ai có duyên thì rước củ về. Đúng rồi chị Hoài Phương ơi. Ai có duyên thì rước củ về. Cái này là cực kỳ, nói chung á, thỉnh cụ không phải là em nói là các chị thỉnh về giá đâu. Tại vì những cái cụ này đã được khai nhãn ở ngoài chùa rồi, nên là cái giá mà mình thỉnh cái cụ này về không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà cái duyên ở đây là khi các chị nhìn vô, các chị nhìn vô cụ và các chị muốn mua đó ngay tức khắc, đó là cái duyên của chị đối với cụ ốc. Là mình nhìn vô cái cụ đó, mình thấy đẹp và mình muốn mua.
là đó là mình có duyên với cụ. Còn mình nhìn mà mình chần chờ hoài mà mình không mua thôi, các chị ơi, hãy lựa cái cụ nào mà mình mới nhìn vào mà mình muốn mua thì hãy lựa cụ đó cho em. Thật sự các chị thích thì các chị thỉnh cụ về, các chị mới có tin. Thật sự các chị thích thì các chị thỉnh cụ về, các chị sẽ nhìn ngắm mỗi ngày. Nên lưu ý giúp em nha, chị nào đã thỉnh cụ về rồi thì nhớ giúp em cụ mà hơi bụi bụi một xíu, lấy rượu trắng ngâm một chút với lại lấy một cái tăm bông hoặc là cái khăn sạch nha, khăn chưa qua xài lần nào nha, khăn mới cho em thấm vô rượu trắng lau cụ, giống như mình lau thần tài thổ địa vậy đó, không được lau bằng nước lọc cho em, nên lau bằng rượu trắng là cực kỳ tốt luôn. Cái này là có sao, em nói vậy nha các chị nha. Hướng cửa ra ngoài cho em, đặt cụ hướng cửa ra ngoài, cụ sẽ hút tài lộc vô cho gia đạo của mình, cho gia chủ của mình. Các chị ơi chia sẻ like để người nhà biết. Ok các chị ơi. Biết những đồ phong thủy giá rẻ mà. Rồi em lên chị Thảo Trang còn coi không? Em lên cụ ốc anh Vũ bỏ túi đây. Cụ nào chốt thì em chốt luôn nha. Đây, chị ơi, mình lấy cụ nhỏ hay cụ lớn nè, em thấy cái cụ này cũng đẹp nè. Chị đeo, nếu mà chị lấy bỏ túi thì chị lấy cụ này nè. Cụ này là cụ vừa nha, không to mà không nhỏ luôn. Cụ này là cụ vừa giúp em. Đây các chị ơi. Đẹp lắm, chốt ngay nha các chị nha. Tại vì không sale với giá này đâu. Hồi nãy chị Hà My nói là đợt trước chị Hà My mua 900 lận á các chị, nhưng có đợt 950 lận. Hôm nay 400 hết một cặp cho em. Hàng hiếm có khó tìm nhưng mà vẫn sale. Lỡ rồi chơi rồi, lỡ rồi sale luôn nha. Hàng hiếm có khó tìm nhưng mà vẫn sale nha các chị nha. Rồi em cho các chị coi. Đây. Cụ này nè các chị ơi, một cặp như vậy là 400k giúp em. Cái này có thể là các chị đeo làm dây chuyền hoặc là các chị bỏ túi giúp em luôn. Đây các chị ơi, đem theo cực kỳ may mắn và bình an. Nếu mà các chị có biết đợt trước á, em có kể cho các chị là em để quên cái bóp tiền của em. Để quên bóp tiền của em ở trong siêu thị Vạn Hạnh Môn. Đúng rồi, đẹp quá anh Nguyễn Văn Trường ơi. Cái này đẹp lắm luôn, mình bỏ bóp nam được không? Em bỏ bóp nam được nha các chị nha. Nếu mà vợ chồng thì càng tốt luôn. Cụ ấp sẽ gắm khắng khít tình cảm vợ chồng của mình hơn. Nói chung chị nào mà đang gọi là không yên ổn với gia đình, nói chung là gia đình mình hay lục đục đó, thì cụ ấp đưa cho chồng một cụ, vợ một cụ, nó sẽ gắn kết lại tình cảm của gia đình của mình. Chị đã trải nghiệm rồi, nếu mình có tâm thì linh nghiệm lắm. Đúng rồi chị Hoài Phương, cái nào có tin thì sẽ có lành, các chị tin không? Em để cái củ ốc này nè, em bỏ trong bóp của em, cái ví của em màu đỏ. Vì em cái tính của em là ít khi hậu đậu lắm, mà không hiểu sao hôm đó em đi mua hàng ở trong Vạn Hạnh Môn á, ở trên trong siêu thị cấp mát đó các chị, em lại để quên cái bóp tiền đó, mà không hiểu sao lại có người tốt, người ta gọi vô cái bắt loa ở trên siêu thị á, người ta nói khách hàng này để quên nè, hên cho em á, không thôi là em mất luôn cái bóp tiền rồi. Tiền thì không có nhiều hết chị ơi, nhưng mà hoàn toàn là giấy tờ của em không à. Nên là các chị ơi, tin em thì thỉnh thử về cho em. Cụ ốc anh Vũ bỏ túi nha, 400k một cặp, em chốt trên like thôi. Đợt này đợt trước chị Hà My mua 900 lần đó. Hồi nãy chắc chị cũng giận lắm á. Chị nói đợt trước chị mua 900 mà giờ em sale còn 400, rẻ quá. Rẻ quá các chị ơi. Rồi ok, em chốt ở đây chỉ có 400.000 trên like thôi nha. Tắt like là em không áp dụng nữa, tại vì em nói rồi, em chỉ còn cỡ 10 cặp thôi, em để dành cho những chị. Có những chị là người ta dễ thương lắm, có những chị là mua cổ ốc bên em rồi, nhưng mà nói em ơi, em thông cảm cho chị nha. Em đợi chị 1-2 ngày, chồng chị lãnh lương rồi chị thỉnh cụ về. Ôi anh Nguyễn Văn Trường lấy một cặp nha. Ok chị Nguyễn Anh, một cặp ốc bỏ túi. Ok chị yêu, nhiều chị nói em ơi, có một chị, em không tiện nói tên, nhưng mà chị nói vậy nè, chị rất là tin về phong thủy và chị cũng coi cái like của em rất là nhiều, nhưng mà nhà chị không có đủ điều kiện. Em ơi, đợi chồng chị lãnh lương về 1-2 ngày nữa em giữ cho chị được không? 1-2 ngày nữa chị chắc chắn chị sẽ lấy hàng. Và chị khách đó là ở trên đường Ngô Quyền gần nhà em. Chị đó nói là em ơi, trước khi qua chị gọi điện thoại, chị đến tận nơi chị lấy, em khỏi phải ship cho chị đến tận nơi, tận shop lại lấy. Em nói chị ơi, nhưng mà bây giờ đang dịch bệnh á, bây giờ em mà mở cửa lên là công an phường hốt em liền, em không có mở cửa được đâu. Chị đó năn nỉ em, nói em ơi, nhưng mà hả, chị muốn tới lấy, tại vì em đã để dành cho chị rồi, là chị phải đích thân chị tới lấy, chứ em ship tới nhà mất công, lại nói chung là chị ở chung với nhiều người trong gia đình á thì lại không nên. Em vẫn giữ cho khách, nói chung là khách tin em và em cũng tin khách.
Tại vì thay vì cái cặp này em có thể bán cho khách được, nhưng mà em không bán, em lại em vẫn tin nha, anh chia sẻ cho bạn bè rồi nha, em cảm ơn anh. Thì em vẫn tin khách, em vẫn giữ cho khách, nhưng mà em nói thật, chị đó nói với em rất là thiệt tình luôn, nên là nhiều chị khách rất là thấy thương. Có sao em nói vậy, nhiều chị khách rất là thấy thương. Nên là cái này chủ yếu là em thỉnh về để cho các chị thỉnh thử. Và bây giờ chị khách này làm ăn rất là được luôn. Chồng của chị là làm bảo vệ nha các chị nha. Chồng của chị bây giờ làm bảo vệ, nhưng mà bây giờ chồng của chị đổi công việc rồi. Chị nhắn cho em bây giờ là anh chồng của chị không làm bảo vệ nữa, mà là gọi là sao ta, khiêng vác phụ ở trong một cái công ty lương cao hơn hẳn luôn các chị ơi. Mặc dù cao không bằng cái nghề của mình, giống như có người lương tháng một tháng 10 triệu đi. Anh này được làm bảo vệ chỉ có 2 triệu mấy, 3 triệu một tháng thôi, mà hả bây giờ ảnh làm được 6 triệu hơn rồi chị ơi. Cái này là tâm sự thiệt của chị khách đó ở trên đường Ngô Quyền, nhưng mà em không tiện nói tên. Tại vì không chừng chị đó đang coi live, em nói tên chị đó rất là ngại luôn, rất là thẹn. Nên em chỉ nói như vậy thôi. Chị nào tin thì cứ thỉnh nha, chứ em không ép buộc ai phải thỉnh hết. Tại vì mình tin thì mình mới sẽ có tâm linh mà các chị, có tin thì mới có lành, có tin thì nó mới sự thật và nó sẽ đúng như ước nguyện của mình đó. Nên các chị ơi, thích thì cứ thỉnh giúp em chỉ còn 10 cặp thôi nha. Comment giúp em 400k giúp em qua cái khác đây. Em ơi, lên một loại vòng mà mình chưa bao giờ lên, vòng siêu mắc tiền. Vòng gì á? Đồ ăn vòng trầm hương hả? Đúng rồi. Hả? Ok, em thấy tin nhắn rồi chị ơi. Chị lại lên ngại đặt trên like. Ok chị ơi, không có gì hết. Ngại đặt trên like thì nhân viên em gọi chốt đơn cho mình, không có gì hết chị nha. Ok chị, bịt áo Đông Phủ cầm cho em nè. Đẹp quá hả? Mai em lên mặt Phật bổn mệnh. Mai em lên mặt Phật bổn mệnh, hứa luôn. Mai không quên nha các chị nha. Đây, đố các chị đây là cái gì nè? Vòng trầm. Đố các chị nè. Rồi, chị nào đáng đúng nha. Cái này là cái gì nè các chị ơi? Đố các chị đây là cái gì nè? Nhìn nó không có được ống A, ống ánh như những cái vòng khác nha. Nhìn nó không được cái ống A, ống ánh như cái vòng khác. Nhưng mà trời ơi, giá tiền phải nói là siêu hết hồn luôn các chị ơi. Siêu hết hồn luôn á. Đố các chị đây là vòng gì nè? Đây, chị nào biết thì comment cho nhà Kili nha các chị nha. Đố các chị đây là vòng gì á? Các chị ơi chia sẻ để mua một cái loại chia vòng sẽ vô cùng em là hot trong... Đối với chị đây là vòng trong gì phong luôn? Thủy luôn nha. Trong phong thủy, trong làm việc, trong cái gì cũng hot luôn cái chị ạ. À, vòng này là siêu hot luôn. Hello, em cảm ơn anh Nguyễn Văn Trường, anh thích cách shop làm việc, cảm ơn anh nhiều luôn. Đây chị ơi, rồi em nói luôn nha, vòng này là vòng trầm hương. Đây các chị ơi, vòng trầm hương. Trầm hương thật nha các chị nha. Mùi này là mùi trầm hương á, cái mùi là thơm cực kỳ hơn, đúng rồi, dòng trầm, đúng rồi chị Hoài Phương, chị nói đúng. Tại vì ít chị có chị biết, hình như có chị biết và có chị không biết. Tại vì hầu như những chị nào mà dùng đồ phong thủy nhiều á, thì hoặc là coi mai trên mạng nhiều á, thì các chị có thể biết. Còn có những chị nhìn vô cái vòng này á, tại vì nó không có được bắt mắt và sáng, nó không có được ốc A, ốc ánh như cái vòng như thạch anh tóc đen, thạch anh tóc vàng. Nhưng mà trên đường của nó, vòng trầm hương, đúng rồi chị Võ Thị Như. Cái này á, nó làm bằng trầm tự nhiên, làm trầm thiên nhiên luôn các chị ơi. Hít vào giúp em là cái mùi thơm tỏa hương cực kỳ thơm. Cái này nhìn vào thì không có thấy là đẹp nha các chị nha, nhìn không thấy tiểu thư đâu, nhưng mà mang vòng trầm cực kỳ tốt, mang vòng trầm hương này cực kỳ tốt, trầm hương này cực kỳ tốt. Cái dây này em đang bán trầm hương thật nha các chị nha. Dây này em đang bán trầm hương thật đây. Cái dây trầm hương này em đang bán 10 triệu đó các chị ơi, các chị có tin không? 10 triệu đó các chị. Trầm hương thật đó các chị. 10 triệu giúp em. Dây này em đang bán là 10 triệu đó các chị. Cái này mình có thể là mình đeo vào cổ nha các chị nha. Nhiều chị thích thì đeo vào cổ giúp em. Angela Phương Trinh nè, Ngọc Trinh nè, đeo trầm hương không à. Cái này là gọi là xua tà đuổi quỷ đó các chị. Dây trầm hương vòng, mà cái mùi rất là thơm, đúng là mùi trầm luôn các chị ơi. Nhưng mà cái vòng nó đeo kiểu thế này nè. Cái vòng này, cái này là đeo tay, đeo quằng á. Đúng rồi. Trầm hương. Vòng này là phải đeo. Cái chị biết Ngọc Trinh không các chị? Ngọc Trinh á, em thấy Ngọc Trinh đeo á. Đây các chị ơi, cái dây này em đang bán là 10 triệu đó. Đây. Trầm hương đúng nha các chị. Đây, cho các chị coi. Đây, đúng là cái kiểu đeo như vậy nè các chị ơi.
xích 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 vào vô cái tay chị đi ra đường thấy người ta xích 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 vào một cái tay ba bốn vòng như vậy là trầm hương thật á. Đà, tại vì á nếu mà mình biết á là mình cầm lên mình ngửi mình sẽ thấy mình ngửi mình sẽ thấy là cái mùi trầm là biết người đó chơi hàng thật liền, mà không có mùi là hàng giả giúp em nha. Cái này là hàng thiệt các chị ơi, cái này em đang bán 10 triệu, em đang bán 10 triệu đó. Em nói vậy là để cho các chị biết là từ hàng cao cấp đến từ hàng đắt tiền đến hàng rẻ tiền đi. Cái gì em cũng bán. Nhà Kinh Ly cái gì cũng có. Chị biết Ngọc Trinh, chị Quỳnh Trâm, Phương Lê. Đúng rồi chị, Ngọc Trinh đeo vòng trầm hương này đó chị. Cho các chị coi. Miu Lê các thứ đeo hết đó em, ca đúng sĩ rồi. Nổi tiếng. Ca sĩ hầu như ca sĩ đeo vòng trầm hương rất là nhiều. Vòng trầm hương cực kỳ hay luôn, đây cầm lên cho các chị coi đi. Nếu mà chị nào thích em sale rẻ luôn nha. Chị nào thích em sale rẻ luôn nha. Chị nào thích em sale rẻ cho các chị luôn nha. Rồi. Đây các chị ơi. Rồi. Sale 50 luôn đi. Kệ đi chơi luôn. Lỡ rồi hả? Ok chị ơi. 10 triệu sale còn 5 triệu giúp em vòng trầm hương nha. Vòng hương thật. Có nhiều nhưng mà sale một cái thôi nha. Đúng rồi, có nhiều nhưng mà sale một cái thôi. Lỡ hai người đặt sao? Chị chốt cho chị đầu tiên. Rồi chị chốt cho một người thôi đúng không các chị? Ok, em chốt cho một người vòng trầm hương giúp em. 10 triệu sale còn 5 triệu giúp nhà Kinh Ly. Cái này là trầm hương thật nha các chị nha. Đeo vô các chị sẽ cảm thấy cái mùi nó rất khác. Cái này là xua, gọi là xua tà đuổi quỷ đó các chị ơi. Đây em đang đeo, em đeo cho các chị coi. Đây, trầm hương là người ta đeo quấn như vậy nè các chị ơi. Đeo vòng trầm hương này nè rất là tốt luôn. Đeo vòng trầm hương này rất là tốt luôn, giúp kiềm chế cảm xúc nè các chị ơi. Chị nào mà nóng giận thì đeo cho em cái vòng trầm hương này, bực tức gì cũng xua tan luôn. Phải nói là đeo vòng trầm hương giống như là đeo Phật trên người vậy á. Mọi buồn vui khó khăn gì cũng trải qua hết. Cái tâm lòng của mình là hỷ xả, cảm thấy và bình an luôn. Và cái mùi hương trầm á giúp tinh thần của các chị luôn sảng khoái nha, cực kỳ sảng khoái và minh mẫn luôn. Giảm đi căng thẳng nè, chị nào mà làm ăn công việc thì đeo cái này giúp em. Và cái này là tăng tài lộc và vượng khí. Tăng tài lộc và vượng khí nha các chị nha. Xua tà đuổi quỷ giúp em. Chị nào mà ngủ mơ, ngủ hay thấy ác mộng, đeo trầm hương cho em cực kỳ hay. Đeo trầm hương cho em cực kỳ hay luôn. Và trầm hương người ta gọi là một cái loại gỗ, phải gọi là quý như vàng vậy các chị ơi. Trầm hương quý là bởi vì nó vừa có hương thơm mà vừa có cái công dụng trị bệnh rất là tốt nha các chị nha. Đây, trầm hương là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm, sinh ra thần cây từ thân cây gió nè, mọc nhiều ở trong những cánh rừng ở Nam Bộ Việt Nam của mình. Đây, vòng trầm hương giúp em. Đây, khi cây đó mà bị tổn thương nha, do bom đạn và con người thì sẽ ra một cái, sẽ tiết ra một cái nhựa thơm đó. Thì cái nhựa thơm này sẽ tạo nên cái trầm hương. Và thường là những cây mà bị bom đạn mà găm vào á các chị. Đây là lịch sử tạo nên cái vòng trầm hương này. Và cây bị giông gió làm gãy cành hay bị sét đánh. Bởi vì người ta nói đeo vòng trầm hương dù có gọi là trải qua nhiều sóng gió, mọi khó khăn cách mấy cỡ nào, đeo vòng trầm các chị có thể trả qua được hết. Chị Thanh Trúc ơi, cái vòng trầm hương em đang cầm là loại VIP, loại VIP. Vòng trầm hương này đang bán 10 triệu, sale 50 giúp em. Vòng này 10 triệu, sale 50 giúp em. 5 triệu. 5 triệu các chị nha. Chị nào mua đầu tiên chỉ chốt đúng một người thôi, em không chốt hơn được nữa. Tại vì hôm nay em sale đúng một chiếc vòng này thôi. Em có một đống luôn các chị ơi, nhưng mà em sale một vòng thôi, một vòng duy nhất thôi, xả lỗ thôi, không phải xả lỗ nữa. Mà là em bán hàng, em bán cho các chị để các chị trải nghiệm thử giúp em dòng trầm hương thật đó các chị ơi. Có theo form tay không em? Chị ơi, cái dòng trầm hương là nó vậy nè, em mở ra cho chị Thanh Trúc coi. Có cái hồ lô để kéo vào. Đây các chị ơi. Đây em cho các chị coi tại sao mà em đeo tay chị nhỏ lắm. Được chị à. Cuốn theo mấy vòng. Đây, em hướng dẫn cho các chị coi. Vòng này là vòng trầm hương VIP nha. Cái này 10 triệu, đang bán sale 50, 5 triệu. Chị bán một vòng duy nhất thôi. Em không sale nữa đâu. Không có vòng thứ hai. Nên chị nào nhanh tay thì em chốt chiếc vòng này. Đây các chị ơi. Các chị cầm cái tay, các chị quấn vào cho em. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng. Đây là kích cỡ tay của em là 4 vòng giúp em. Chị quất thu hương một kem tam. Đây các chị ơi. Đây, cái này là nếu mà tay chị nào nhỏ quấn thành 5 vòng được luôn. Tay em là tay vừa quấn 4 vòng thôi các chị ơi. 10 triệu sale 50, 5 triệu giúp em. Cái này là vòng xịn các chị ơi, vòng xịn trầm hương loại VIP nha các chị nha. Đưa cái điện thoại cho em. Vòng xịn
trầm hương VIP luôn. Cái này là cực kỳ hay luôn. Cái này là em đã nói rồi, trầm hương là cái mùi hương phát ra từ cái vỏ đạn á, cái vỏ cây mà bị gọi là súng đạn hồi xưa, năm xưa của mình bị bắn đó các chị. Nên là cái cây mà bị giông gió làm gãy cành hay bị sét đánh thì cũng là cái mùi trầm hương này phát ra. Tay chị nhỏ chị đeo được luôn, cái này là đủ mọi form tay. Mình có quấn thành vòng và mình đeo lên tay thôi. Cái này là Ngọc Trinh đang đeo nha. Ngọc Trinh làm người mẫu á, người mẫu ảnh body đó các chị. Ngọc Trinh thỏa thân đó, đeo cái vòng này. Miu Lê, ca sĩ Miu Lê cũng đang đeo luôn, Hiền Hồ đeo luôn. Các chị ơi cứ lên search trên mạng giúp em, mấy ca sĩ đeo cái này nhiều lắm. Tại vì cái dòng trầm hương á, cái mùi hương nó tỏa ra, khi mà cái người ca sĩ, người nghệ sĩ người ta hít vào á, người ta sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ hát hơn. Và cái mùi của trầm hương nó làm thông cái cổ họng đó các chị. Nên chị nào mà làm kinh doanh ngoại giao thì đeo cái trầm hương rất là tốt. Nó sẽ làm tốt cho cái dây thanh quản của mình. Những người làm ca sĩ nha, những người làm gọi là kinh doanh, những người buôn bán nhà đất, những người buôn bán nhà đất đeo trầm hương rất là tốt luôn, nói đâu là nghe đó, chúng bách phát bánh trúng cho em. Những người ca sĩ, nghệ sĩ, nói chung là những người mà làm việc là môi giới đó, liên quan đến cái thanh họng, cổ họng, đeo trầm hương rất là tốt. Cái này 10 triệu sale rẻ 50%, còn 5 triệu giúp em. Cái này em chỉ sale đúng một chiếc duy nhất thôi, chị nào lấy thì comment cho nhà Kinh Ly. Cái này giá cả của nó rất là đa dạng, có bớt nữa không nè, hì hì chị Thanh Trúc. Không chị ơi, thực sự là em có rất nhiều vòng trầm hương em đang cầm. Đúng rồi chị ơi. Em đang cầm rất nhiều. Em nói chỉ, thật luôn. Em chỉ cho chị nè, ở trên vòng trầm của bên em á là có một cái hồ lô hút tài hút lộc nè. Có hồ thể... lô đó các chị. Đây, có thể kéo cái dây này lại để cho vừa form tay nha chị ơi. Đấy, bên em thì có rất nhiều. Các chị ơi, đẳng cấp là khi mà các chị đeo một cái chiếc vòng trầm hương, người ta nhìn vô là người ta biết vòng nào vòng xịn, vòng nào vòng thật. Tại vì trên cái vòng trầm hương á, nhìn cái chất của nó là nhìn là biết gỗ liền luôn. Làm từ gỗ nha các chị nha, trầm hương gỗ. Nếu mà các chị biết cái mùi thơm này rất là tốt luôn, cứ rất là tốt cho đầu óc của mình. Người ta thường đốt trầm hương á chị. Khi mà các chị mà gọi là bất an về tinh thần á, bất an về tinh thần, các chị có thể nắm cái vòng trầm hương, các chị đếm hạt Phật cho em, đếm từng hạt Nam Mô A Di Đà Phật, đếm từng hạt cho em, bị bất an làm như vậy rất là tốt luôn. Và bên cạnh đó nữa, các chị đang cảm thấy mệt mỏi, hửi vô cho em cái mùi trầm làm thư giãn, tỉnh táo cơ thể của mình luôn. Cái này 10 triệu sale 50, 5 triệu không bớt được nữa người đẹp Thanh Trúc ơi. Chốt thì lấy luôn chiếc này cho em nha. Chị Quỳnh Trâm Phương Lê cũng đang hỏi chiếc vòng này. Vòng em đang đeo là với vòng dưới hay vòng trên? Đây các chị ơi, vòng này nè các chị ơi. Vòng này nè các chị ơi. Vòng em đang đeo là vòng này nha. 10 triệu sale 50%, còn 5 triệu đeo của nó là cuốn vô vậy nè các chị. Đẹp lắm luôn. Người xưa quan niệm là trầm hương là nơi mà tụ tập linh khí của đất trời và vượng khí trên thế gian đó các chị. Hấp thụ tài lộc nè. Vì thế nè, các chị đặt cái trầm hương trong nhà hay là các chị đeo, nó sẽ gặt hái được tài lộc cho các chị và cuộc sống thịnh vượng nha các chị nha. Gia chủ đeo cái này rất là tốt luôn. Chị Hồng Liên Nguyễn Như, để chị xem cần gì nữa rồi gửi em nhé. Ok chị yêu. Và bên cạnh đó nữa, nhờ cái tinh dầu của trầm đó, chị mua về chị làm theo trang đều được đúng không em? Đúng rồi chị. Ơi. Đúng rồi, mua về làm theo cham đều được luôn. Đây là cách đeo mà gọi là rất là nhiều hay đeo. Tại vì em thấy ca sĩ đeo như vậy nè các chị. Ca sĩ nhiều người đeo như vậy lắm. Nếu mà các chị có biết đó, chị có lên trang những cái trang Facebook của ca sĩ thì ca sĩ đeo như vậy. Và các chị biết rồi, người ta mua ở trong B&G, người ta mua ở những cái chỗ mà trầm hương VIP toàn mười mấy triệu. Loại em là VIP lắm rồi. Ok lấy chị đi, ok chị Thanh Trúc. Chốt cho chị đúng một mẫu thôi nha. Không, em có chị nhiều Thanh lắm Trúc. Nhưng mà em chỉ chọn cho một chị may mắn nhất. Đúng thôi, rồi. Là chị Thanh Trúc. Rồi ok, em chốt cho chị Thanh Trúc cái vòng trầm hương rồi. Em sale rẻ nha, là còn 10 triệu, sale 50 còn 5 triệu. Chị Thanh Trúc ơi comment giúp em là vòng trầm hương 5 triệu giúp em. Vòng trầm hương 5 triệu để nhân viên bên em có thể đọc tin nhắn á, chốt đơn cho các chị dễ dàng hơn. Tại vì chị lấy á, chị ghi là ok chị lấy thì rất là khó cho bên em. Các bạn sẽ không tư vấn được. Rồi 10 triệu còn 5 triệu. Chế xin tiền chồng. Chị Anh Vũ Nguyễn nè. Ok chị Thanh Trúc cờ minh mã giúp em trầm hương sale 5 triệu nha. Chị Anh Vũ này cùng tên với cụ ốc Anh Vũ nên lấy cụ ốc Anh Vũ đi chị ơi. Đây các chị ơi, đây trầm hương rất là đẹp luôn. Rồi hẹn các chị một ngày không xa em lại sale 50. Nhưng mà bây giờ không được chị ơi, vòng trầm hương còn 3 chiếc thôi. Thỉnh thoảng em hứng lên em lại sale một vòng, còn em không có vòng thứ hai sale đâu các chị Bích Lệ ơi. Chị Bích Lệ hỏi sale một cái nữa cho chị đi. Em nhường cho chị Thanh Trúc rồi, em nhường cho chị Thanh Trúc rồi chị ơi.
Chị Thanh chúc cầu Minh giúp em là vòng trầm hương sale 5 triệu nha, để nhân viên em gọi chốt đơn cho mình 10 triệu sale còn 5 triệu giúp em. Đây các chị ơi, quá đẹp luôn. Đây các chị ơi, em phải nói lại các chị nha, công ăn làm phải nói là cực kỳ hay. Và cái này là khả năng tránh gió nha các chị ơi, khả năng tránh gió rất là hay, bảo vệ sức khỏe luôn, thư giãn đầu óc, mang lại tinh thần thoải mái là vòng trầm hương đây. Quá đẹp. Các chị ơi, ai yêu thương nhà em thì chia sẻ giúp em với, tại do mạng. Cái này là quý hơn vàng luôn á chị, làm từ trầm hương thật mà. 10 triệu sale 5 triệu rồi, em chốt cho chị Thanh Trúc rồi nha. Ok, em tháo ra này, em chốt cho chị Thanh Trúc rồi. Chị Thanh Trúc cầm minh mã giúp em vòng trầm hương sale 5 triệu nha chị nha, để nhân viên em gọi chốt đơn. Ok chị. Em lên cái gì cho các chị? Ốc Anh Vũ, ốc Anh Vũ 900 sale 400 nghìn một cặp giúp em nha chị Hoài Phương. Chị Hoài Phương mới hỏi. Ok chị Hạ Thu, một cặp ốc Anh Vũ nè, ok chị yêu luôn. Em ơi. Đang lên. Sầu riêng hả? Con này lên rồi. Mạng lắc quá em ơi. Ok chị Mimi, mạng lắc quá em ơi. Chị không thấy được. Em ơi, lên một ít sầu riêng cho các chị thôi. Chị vòng chị Thanh Trúc nè, vòng trầm hương 5 triệu, nhắn tin số tài khoản mai chị chuyển cho nhé. Ok chị Thanh Trúc. Ok chị yêu, em thấy được tin nhắn của chị rồi nha. Hay là đang bán phong thủy? Thôi đừng nói nọ, tại vì đang phong thủy mà. Ok chị, em thấy rồi, để em chụp lại tin nhắn đây. Em chốt cho chị vòng 5 triệu rồi. Bây giờ em lên được cái gì nữa ta? Các chị ơi đợi em xíu, đây là em cho các chị coi cham nè, cham em làm. Đây là cham mỗi ngày mà em coi em suy nghĩ để em sâu cho các chị á. Chị Mimi đợi nãy giờ mà không coi được nè, mạng lắc quá nè. Ao ra vào lại giúp em. Cái này ao ra vào lại giúp em. Cái này em đang cầm đây các chị ơi. Cái này là cham á. Cham đó em cho các chị coi nha. Cham này là cham từ bạc. Bạc này là bạc thật luôn á. Bạc em sâu cho các chị đó. Đó, tất cả là cham hết. Đẹp không các chị? Ngày mai em sẽ rảnh rỗi. Em coi nếu mà em rảnh là em sâu thêm nhiều cái cho các chị hay, cho các chị coi luôn. Nhiều cái đẹp lắm. Nhiều cái đẹp vô cùng luôn. Nào là có cham... Anh muốn lên một số cái. Cham cá chép nữa chị ơi. Anh muốn lên một số cái cho con các chị. Đeo lên một số cái cho con à. Thực sự là... Chị Thảo Trang... Cho chị xem thêm củ ốc bỏ túi đi em. Ok chị. Trời ơi em đang định lên một số cái mua. Ok chị con. Yêu ơi. Ok lắm luôn. Em lên liền phục vụ các chị đây. Các chị thức khuya xử lý đơn hàng giúp em nhé. Ok chị Ngọc Bích. Khách toàn nhắn tin em đặt củ ốc thôi chị ơi. Đây các chị ơi. Đây em cho các chị gọi. Chị nhắn tin là chị ngại lại còn cho các chị xem. Đây nữa. Xử lý đơn hàng giúp em nhé. Khách toàn nhắn tin đặt củ ốc mà khách không dám đặt ở trên live. Chắc lại có mấy người thân trong gia đình rồi. Không sao hết chị ơi, em vẫn nhận đơn được của các chị. Ok. Rồi, em lên tiếp ốc Anh Vũ bỏ túi cho chị Thảo Trang nha. Cần gì các chị cứ comment cho em. Cần gì các chị ơi cứ comment cho em, lên ốc Anh Vũ bỏ túi đây. Lại lên ốc Anh Vũ bỏ túi cho các chị hả? Các chị thích ốc Anh Vũ bỏ túi nhưng mà còn số lượng rất là ít nha các chị ơi. Ai chốt hồi nãy chốt hình như 4 cặp rồi á. Nãy chốt 4 cặp còn hình như còn 6 cặp. 6 cặp chị ơi. Để em lên em lựa cho các chị. Đây đợi em xíu chị Thảo Trang ơi. Ốc Anh Vũ bỏ túi. Đây. Đây các chị ơi. Trời ơi. Rồi nha. Đây các chị ơi. Rồi. Đây các chị ơi. Cái này 400k một cặp giúp em. Ốc Anh Vũ bỏ túi. 400k một cặp nha. Thảo Trang lại muốn xem thêm cặp ốc Anh Vũ. Quên mất nãy giờ chưa lên nha chị ạ. Đây mấy cái lỗ bên trong là lỗ tụ tài á các chị. Lỗ tụ tài á, 400k một cặp. Rồi, chị Thảo Trang ơi, ok cái nào thì comment cho em nha.
Cái này là mã số 1 giúp em đi. Mã số 1 đi. Cụ này mã số 1 giúp em. Rồi em qua mã 2 nha. Mã 2 giúp em nha. Đợi em một xíu em qua mã 2 nha. Tại vì em không còn nhiều nên là các chị thông cảm cho em nha. Em lên cụ nào là các chị ơi. Được các chị được thì các chị lấy luôn cụ đó giúp em nha. Đây mã 2 giúp em. Đây. Lấy cái mã 2 này đi chị ơi. Lấy cái mã 2 này đi đẹp lắm chị Thảo Trang ơi. Đẹp cực kỳ đẹp. Mã 2 luôn nha. Ốc Anh Vũ mã 2 kèm theo số điện thoại giúp em sale 400.000 một cặp. Cặp này các chị biết là được trước bác 900.000 một cặp. Ốc Anh Vũ bỏ túi là em khỏi phải nói công dụng cho các chị nha. May mắn tiền tài và hạnh phúc tài lộc luôn. Rồi, sale 400.000 một cặp. Chị nào chốt thì comment giúp em mã 2. Rồi em lên một mã nữa là mã 3 nha. Ba cặp kia là em để bên kho rồi. Ba cặp kia em để bên bà Hạc rồi. Chị Trinh Nguyễn mã 2. Ok chị Trinh Nguyễn mã 2 rồi. Ok chị Trinh Nguyễn mã 2. Mã 2. Ok đâu? Em thấy rồi. Nhớ để riêng nha. Đưa cái điện thoại em đâu rồi? Đây. Sao điện thoại anh không coi đi? Điện thoại em có hình gia đình anh. Ok chị Trinh Nguyễn mã 2. Một cặp là hai cái hả em? Đúng rồi, một cặp là hai cái giúp em. Em thấy có số điện thoại của chị rồi. Một cặp là hai cái giúp em nha các chị nha. Đây, một cặp là đây. Cái này là một cái mình bỏ túi, một cái mình đeo dây chuyền được luôn. Hoặc là cái này, một cái cho chồng, một cái cho vợ. Đeo vô, hạnh phúc gia đình. Nói chung đang rạn nứt cũng hỗ trợ. Cái này là mẹ chồng nàng dâu luôn nha. Mấy chị nào mà đang khổ sở với việc mẹ chồng nàng dâu thì đeo cái này rất là tốt luôn. Mã 2. Mã 2 em chốt với chị Trinh Nguyễn rồi chị ơi. Ok chị ơi, tại vì em còn ít lắm nên là chị ơi thích thì cứ chốt lẻ giúp em. Có duyên với cặp nào là chốt cặp đó, bỏ vô bao ghi chị Trinh Nguyễn vô cho em đi không hoa lộn với lại những chị mã khác đó. Ok chị Trinh Nguyễn em thấy đơn rồi. Rồi em đọc tiếp nha, mã 3 nha. Mã này là mã số 3 giúp em. Đợi em một chút. Mã 3 đây các chị ơi. Đây. Đây, mã số 3. Em mới chốt nhanh rồi. Em lên thật là nhanh cho các chị cặp ốc Anh Vũ nha. Em ơi, mai kêu ráp giao qua Hoàng Hoa Thám Tân Bình hôm bữa. Em giao cho chị 10 lon trà sữa à. Em ơi, mai kêu ráp giao qua Hoàng Hoa Thám. Chị ơi, nhắn tin giúp em qua tin nhắn Facebook Kinh Ly nha. Chị ơi, nhắn tin qua Facebook Kinh Ly giúp em nha. Ngày mai em kiểm tra đơn nha. Tại vì đơn nhiều quá. Ok, chị Dương Phạm, mã 3 luôn. Rồi, mã 3 chốt cho chị Dương Phạm rồi nha. Bỏ vô bao ghi chữ Dương Phạm cho em để không có lộn với củ ốc của tất cả mọi người. Ok, cái gì Bi? Cái đó hả? Con ăn chưa chán hả? Trời, cái này đẹp quá luôn á. Con chưa ăn cái đó hả? Chị Dương Phạm ơi, cái này là em lên đơn em khoan đi đúng không? Tại vì hồi nãy em thấy chị nhắn tin là chị đợi mặt Phật bổn mệnh nữa đúng không chị? Đúng thì chị comment ok hoặc là đúng giúp em nha. Để em biết là không thôi mai là nhân viên em lại đi cái đơn đó. Cho chị hai lại mã 2 em là sao ta? Chị Trinh Nguyễn ơi, cho chị hai lại mã 2 em là sao? Comment lại giúp em đi nào. Đợi em chút. Mã số 4. Không, tụi bán hết đợi rồi. Đợi em xíu. Coi lại, ok chị Trinh Nguyễn. Mã 2 của chị Trinh Nguyễn đâu. Ok chị Dương Phạm. Mà ngày mai khoan đi đơn chị Dương Phạm nha. Để qua một bên để chị đặt. Chị Dương Phạm hay chị Trinh? Chị Dương Phạm, để chị coi lại thêm á. Đây, của chị Trinh Nguyễn. Mã 2. Đẹp xuất sắc đẹp. Các chị ơi chia sẻ like giúp em với. Sao em mong muốn các chị chia sẻ like cho em nhiều lắm. Cầm giúp em với. Đây để em cầm nha. Đây mã 2 đây chị ơi. Mã 2 đẹp lắm. Mã 2 đẹp cực kỳ chị ơi. Rồi em xuống nha. Em lên cái khác nha chị ơi. Mã 2 đây. Đẹp lắm. Đó. Rồi em xuống nha chị ơi. Rồi em chốt cho chị Trinh Nguyễn mã 2 nha. Đưa em cái đấy. Ok. Ok người đẹp. Chị ơi,
Chị có lấy thêm trà sữa không? Hình như hôm bữa em nhớ chị Trinh Nguyễn đặt 10 lon trà sữa của em. Chị kêu là con em con chị thèm lắm rồi. Em ơi, giao liền cho chị đi 30 chị phút nữa tới ship. Đi. Chị chịu tiền ship. Hôm đó em phải nói là em coi tiền ship mà em hết hồn luôn. Hôm đó như ship 45.000 hay sao á chị. Là hơn mẹ mấy lon trà sữa. Gần bà nó lon trà sữa rồi. Bằng lon rưỡi rồi. Rồi. Công nhận là trà sữa ngon thiệt các chị ạ. Mua đặt uống trà sữa đi. Không trà sữa em chuẩn bị hết hàng là em không về được nữa đâu. Để các em chị coi ơi. Còn mã nào rồi. Mã này mã số 4 nha. Mã số 4 giúp em. Mã 4 giúp em. Cái đó đâu rồi. Ở đó luôn hả? Rớt rồi. Thằng này chốt. Ờ, chưa chốt. Phải không? Phải chốt chưa? Chị đặt. Chị Anh Nguyễn, chị đặt một cặp mà chưa nói mã. Vậy chị có chưa em? Chị Nguyễn Anh có. Lúc nãy ở trên có. Em đọc lại. Có rồi chị ơi. Chị Nguyễn Anh có rồi. Hồi nãy em chốt mã. Hồi nãy là em không có đọc mã. Tại vì hồi nãy em còn mấy cặp lẻ nên em mới đọc mã. Chứ của chị Anh Nguyễn có rồi nha. Là cái cặp đường sau này. Chị Anh Nguyễn có rồi. Chị Anh Nguyễn có rồi nè. Chị Anh Nguyễn có rồi nè. Anh Nguyễn Văn Trường có rồi nè. Rồi chị nào nữa? Chị nào hồi nãy đặt nè. Đợi em xíu. Nhiều lắm. Nhiều quá, kéo hoài không thấy. Nhiều quá các chị ơi. Thôi để mai vậy mai giao chị giống vậy đi. Thế lúc đầu lại là chưa chốt hả em? Chị Thu lúc Hà Nguyễn. Lúc đầu chốt rồi mà chị. Chốt Hà. Rồi chị Thu Hà Nguyễn ơi, có chị Thu em Hà bảo Nguyễn chốt luôn. Cho 4 chị rồi mà. Hồi nãy em nói chốt cho 4 chị là em còn 6 người đó. Nhưng mà em tin nhắn nó nhiều quá em phải kéo lên chị Thu Hà Nguyễn có đơn, chị Trinh Nguyễn có đơn, chị Nguyễn Anh có đơn, chị Dương Phạm có đơn. Rồi anh Nguyễn Văn Trường có đơn. Có hết chị ơi. Yên tâm nha chị. Rồi, em lên cặp này là mã số, hồi nãy mã số 3 rồi đúng không? Mã số 3. Mã số 3 rồi, mã số 4 đi. Mã số 4 nha. Cặp này bé bé xinh xinh đây các chị ơi. Chị nào mà thích đeo làm dây chuyền là tuyệt vời luôn á. Đúng rồi, cặp này. Cái này có đúng một cặp nhỏ này thôi á, cặp nhỏ lắm. Đây, cái lỗ này là lỗ tụ tài luôn nè. Cặp này 400.000 giúp em. Mã số 4 giúp em, chị nào lấy comment giúp em mã số 4 nha. Cho chị coi mã của chị Nguyễn Oanh kìa. Chị Nguyễn Oanh. Hôm nay mã của chị Nguyễn Oanh là em rồi. Hồi nãy mã của chị Nguyễn Oanh nè. Đây, ghi tên khách luôn đi. Luôn trời ơi, luôn ăn đâu có ghi gì đâu. Ok, đợi em xíu. Chị Nguyễn Oanh đây, cái cặp này đẹp, cực kỳ đẹp. Chị Nguyễn Oanh là cái mã hơi bị độc luôn á. Của chị Nguyễn Oanh là cái mã này hơi bị đẹp luôn. Của chị Thu Hà Nguyễn cũng đẹp luôn. Đẹp hết. Đây, của chị là màu vàng tươi đây các chị ơi. Của chị Nguyễn Anh đây. Cái này là hình dạng của cụ ốc nha các chị nha. Không phải bị bể đâu các chị nha. Hình dạng đó các chị ơi. Các chị thấy giùm em một cái lỗ này là không phải bị bể nha. Hai cái lỗ này không phải bị bể nha. Hình dáng của các cụ đó các chị ơi. Nhưng mà cụ này em thấy nhìn đó nó cũng không đẹp mấy à. Đúng rồi, để lựa cụ mới cho để chị lựa đi. Lựa cụ khác đi. Cụ khác đi. Mà chị... Hello em chị, chào chị Nguyễn Ngọc Quế Trân. Thôi chốt cho chị Nguyễn Anh cái này đi. Hỏi chị Nguyễn, lúc nãy không nhớ. Hồi nãy không nhớ, không ghi tên chị Nguyễn Anh rồi. Thôi nhường chị Nguyễn Anh cái cụ đẹp nhất này. Cái cụ hồi nãy tính lên mà đẹp nhất luôn. Cụ này là cụ... Đây. Rồi chốt cho chị Nguyễn Anh mã này nha. Chị Thu Hà Nguyễn có giống vậy luôn. Hai chị có giống nhau hết. Ok chị Nguyễn Anh. Đẹp nhất, đẹp xuất sắc luôn rồi. Không phải đẹp nhất mà cụ nào cũng đẹp. Nhưng mà cái cụ này á, mỗi cụ nó có một cái đặc điểm riêng. Nói chung là ai có duyên cái cụ nào thì nhận cụ đó sẽ tốt hơn là mình lựa. Nên các chị ơi, có duyên cụ nào là mình đặt cụ đó giúp em. Ghi cho chị Nguyễn Anh cụ này luôn nè. Không thôi lại lộn với tùm lum. Tại vì em đơn em hơi bị nhiều á. Thông cảm giúp em nha các chị nha. Hello em chào chị Nguyễn Ngọc Quế Trân nè. Em có nước hoa mini. Ngày mai em sẽ lên nước hoa mini. Đây. Ghi cho em chị Nguyễn Oanh vô nha. Anh ghi chị Oanh Nguyễn luôn rồi. Ghi Nguyễn Oanh vô cho em. Ghi đúng tên của chị Nguyễn Oanh. Ghi ra nguyên chữ luôn để nhân viên gọi chốt đơn cho dễ. Ok chị. Rồi. Mã này mã số 4 giúp em. Ai lấy comment luôn nha. Một bé nhỏ nhỏ. Chưa có chị có chưa em chị Dương Phạm. Có chị Dương Phạm rồi. Có chị Dương Phạm là cái mã số 3 á chị Dương Phạm. Mã số 3 của chị Dương Phạm có rồi ha.
Yên tâm đi chị. Có rồi ha. Ok chị yêu luôn. Chị Dương Phạm mã 3, cái này mã 4 giúp em. Đúng rồi đó em. Ok chị Thu Hà Nguyễn. Đây, mã số 4 giúp em. Chị nào lấy comment cho em nè. 400k luôn. Trời ơi, đẹp quá. Cái này là chị nào mà hồi nãy hỏi em là em ơi cho chị cái nào mà nó nhỏ nhỏ chị đeo chị để làm dây chuyền được á, thì lấy cái này giúp em, nó nhỏ nhỏ nó xinh xinh luôn, 400.000 một cặp, vừa làm dây chuyền vừa bỏ túi được luôn. Cái này mã 4 nha, ai lấy thì em xuống luôn nha. Em xuống luôn nha, cái này em chỉ còn ít thôi. Đây các chị ơi. Rồi ok. Hello, em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Á Trân đã thả tim cho nhà Kinh Ly. Em ơi, cho chị coi vòng tram Thạch Anh tóc đen. Ok chị Trinh Nguyễn, đợi em một chút để em xem có vòng tram Thạch Anh tóc đen nào không. Vòng Thạch Anh tóc đen à? Tram Thạch Anh tóc đen à? Tram lẻ. Có một cái Thạch Anh khối tram lẻ. Thấy không? Đúng rồi, cái đó đó. Đúng một cái duy nhất luôn á. Cái này em tự làm đó chị. Rồi ok, chị đợi em một giây. Em thảy cái này, em thảy cái này vô đây cái. Em nhét vô một cái đã. Rồi em cho lên mẫu cho các chị coi ha. Hello, trời ơi, ai thảy tim cho em hoài vậy. Cảm ơn các chị. Cảm ơn các chị. Tối tối rồi mà các chị vẫn xuyên coi em lên like. Cảm ơn các chị yêu nhiều lắm luôn á. Nói thiệt là có các chị ngày nào cũng coi like làm em động lực. Có động lực cho em để em lên coi, em lên em like đồ á. Chứ lúc đầu em mới like em còn... em còn kiểu ngại với lại hả, em không chưa có tự tin được có các chị ơi, nên là hả em không có lên like được. Có các chị làm động lực của em mỗi ngày luôn, cảm ơn các chị thiệt là nhiều luôn. Chị Trinh Nguyễn ơi, vòng này thật anh tram tóc đen nha các chị nha. Đây, đúng một vòng duy nhất luôn giúp em. Đây, vòng này em đang bán đây các chị ơi, xin không các chị. Cái vòng này em đang bán là 1.800.000 đó các chị. 1.800.000 nha. 1.800.000 hay 2.800.000, trời ơi quên mất tiêu rồi. Tại vì cái này là tất cả là bằng bạc hết. Tất cả là bạc hết. Rồi ai chốt mã này em lấy luôn nha. Ai chốt mã này em lấy luôn nha. Một cái duy nhất luôn. Xe bao nhiêu đây? 7 triệu 7 triệu là bao nhiêu? Rồi 700 luôn ha. Thầy canh tóc đen rồi anh, sao xe 700 nè. Trời ơi chết rồi, em nói rồi. Em hâm rồi. Tôi nói rồi. Ok, chốt luôn 700. Chết rồi chị ơi. Chốt luôn. Trời ơi má ơi. Thôi coi như là lỡ ai miệng may rồi. Mắn này các chị ơi, ai may mắn thì mua được này. Em lên đúng 1 phút thôi nha, tại vì cái này thực sự là em lỗ nặng luôn với cái này luôn. Không đó, sao ơi. Không sao, lỡ rồi. Thôi tại lỡ vì rồi. Thạch Anh tóc đen này. Em lỡ nói rồi cho các chị ơi, không rút lại lời được đâu. Cái này là có cá chép may mắn nè các chị ơi, cá chép may mắn nè. Đây các chị ơi. Rồi 700 cho em, ai lấy comment giúp nhà Kinh Ly có đồng tiền luôn, 700 giúp em. Cái này là Thạch Anh tóc VIP nha các chị nha, Thạch Anh đen tóc VIP sâu bên trong các chị ơi. Nhìn giúp em cái độ trong của hạt và tóc cực kỳ dày và nhiều luôn. Đẹp quá em ơi, 280k, đẹp quá em, 280k mà em. Không có chị ơi. 280k. Trời ơi chết em mất, cái này em đang bán với giá là 1.800.000 hay 2.800.000, em quên mất tiêu rồi nên em sale luôn, em sale 700. Hồi nãy bạn Hưng la em đó, chị đeo được không? Đeo chị Mimi mạnh gì ạ? Cho em xin mệnh đi. Em nói thật với chị Mimi là chị Mimi đặt nhiều quá mà em không có nhớ. Em không dám. Hai vợ chồng vui qua hén. Hello, em chào chị Võ Mỹ chị nè, giờ mới thấy chị yêu lên tiếng luôn á. Em nói thật với chị Mimi là em rất thích bán được đồ cho chị rồi. Nhưng mà rớt. Riêng về vòng phong thủy á, chị Mimi, chị mua nhiều quá nhiều vòng phong thủy rồi, nhiều khi em bán em cũng ngại chị đúng Mimi rồi lắm. Em hơi ngại à, tại vì thấy chị mua nhiều rồi á. Chị Mimi là mua quá nhiều vòng phong thủy rồi chứ không phải là em không muốn bán mà. Đây, cái mạng thủy 1975 chết mở rồi. 1975 thì mạng đúng thủy rồi. Là đeo mạng thủy, đeo cái này là đúng hợp, đúng rồi. Cái này 2.800.000 đúng rồi, đẹp quá em, 2.800.000 đúng rồi, cái này 2.800.000 đó mà nãy em lỡ miệng em nói 700 rồi. Nãy lỡ miệng em nói 700 rồi chị. Hôm qua em nói 2.800.000 đúng rồi chị, hôm qua em nói 2.800.000 đó. Hồi nãy em nói là em không nhớ cái này 1.800.000 hay 2.800.000, tại vì cái này là Thạch Anh tóc VIP không à, Thạch Anh tóc đen VIP không à. Em mà, nhìn cái là em bảo thôi. Nhưng mà em lỡ miệng em lại dạy em lại nói thôi 700 đi, mà giờ khách nghe rồi chẳng lẽ em rút lại em nói thôi sale 1.800.000, trời ơi mấy chị chửi em chết.
Thôi rỡ rồi, rỡ rồi. Chị nào chốt luôn đi, 700k luôn, quá đẹp. Trời ơi, chị Mimi ơi, mạng thủy 1975 là quá hợp luôn đó. Nhưng mà em ngại bán cho chị quá à. Chị nói với em là hả, chị mua của em bữa giờ cái nhiều dòng lắm rồi đó. Lấy chị vòng 700k, chị Mimi. Rồi, ok, chốt cho chị Mimi luôn. Rồi, ok, cái vòng này chốt cho chị Mimi 700. Rồi, ok, ghi tên chị Mimi đi. Chết rồi. Thực sự là hôm trước em còn tặng chị Mimi thêm một cái vòng nữa. Chị Mimi tâm sự với em á là hồi trước chị làm được lắm mà chị... Mà mấy nay là đợt trước á, chị làm được lắm nhưng mà chị mua một cái thạch anh tóc đen. Mạnh hỏa đeo màu hai gì? Đứa nhóc bán hàng vui lắm. Cảm ơn chị Hoài Phương. Em không có nhóc nha chị Hoài Phương ơi. Em lớn rồi, rồi, em trưởng thành rồi đó các chị ơi. Trời ơi chị Hoài Phương. Chị gặp chị Mimi mua em nhiều lắm. Mà mua không phải là mua hàng sale là hàng dỏm đâu các chị. Tại vì hàng bán lỗ, nói chị Hà phụ cho. Không chị ơi, chị Hà thương tụi em lắm nên mới lên like. Nhiều khi lên like là không phải là lên like để bán phụ đâu. Mà thật sự là có những cái rất là tốt thiệt. Nhưng mà khách nhiều khi khách lại chưa có biết đến tụi em nhiều á. Khách chưa có tin tưởng nên chị Hà đã dùng rồi. Chị Hà mới lên phụ em bán. Chứ thật sự là cũng ngại việc nhờ vả like lắm. Tại vì cái này là mình tự lập nghiệp mà chị. Nên là em muốn là tự em gây dựng luôn. Nhưng mà chị Hà là rất là thương tụi em nên chị Hà giúp đỡ. Nên là không có gì hết chị ơi. Mạng hỏa đeo màu gì? Chị đợi em xíu nha, chị Si Nguyễn Ken nha. Chị Si Nguyễn Ken hay anh Si Nguyễn Ken nè, em không biết nè. Thạch anh tóc ghi đỏ. Ghi chị Mimi chị chưa? Anh ghi rồi. Ok. Thạch anh tóc đỏ đi. Hỏa sinh thổ thì đeo thạch anh tóc vàng hoặc thạch anh tóc đỏ đều được nha chị ơi. Thạch anh tóc vàng hoặc thạch anh tóc đỏ lên cái vòng thạch anh tóc ngũ sắc cho em đi. Thạch anh tóc ngũ sắc. Thạch anh tóc ngũ sắc là phải nói là tất cả các mệnh đều đeo được luôn. Nó để lộn xộn thì anh còn kiếm được. Đưa cái bao, đưa cái bao ở đây cho em. Đây, thạch anh tóc ngũ sắc ở trong đây. Đây là bao này. Ok em, suy nghĩ Ken, ok em thấy tin nhắn rồi. Chị, em thấy tin nhắn rồi. Thạch anh tóc ngũ sắc, thạch anh tóc ngũ sắc đâu? Trời ơi các chị ơi. Anh thua em á. Này là VIP luôn nè, nam đeo nè, VIP luôn nè. Cố lên em, hai em bán hàng dễ thương quá, coi like muốn coi hoài luôn. Cảm ơn chị Mimi. Em nói thật với chị chứ, mua VIP luôn á, VIP luôn á, trong phải gọi là trong tinh khiết luôn. Mua hàng ủng hộ em á là cái điều em vô cùng may mắn rồi. Nhưng không mà thấy chị Hằng Lê qua chơi hả em? Ôi, nè. Chị Hằng Lê. Trời ơi, em mới đi chơi với chị Hằng về nè. Mới đi chơi với chị cả Hằng nhà về. Em chị Hằng chị mà Hà, chị biết sao không? Tại vì chị Hằng á bận việc lắm, ngày nào cũng phải like, ngày nào cũng phải like. Với lại chị Hằng sợ ra ngoài đường bị dịch corona các chị. Toàn em phải xách em, toàn em phải tự qua nhà chị Hà. Shop của em bây giờ hiện tại đang đóng cửa rồi. Chị nữa, chị sẽ tao shop của em bây giờ đang đóng cửa rồi. Tại vì á là đang dịch á, ở bên dân phòng nó đâu có cho mở nữa đâu. Hôm bữa em mở cửa là bị nhắc nhở hôm ơi là tốn 5 triệu mở cửa đó các chị ơi. Mới hôm thứ năm cả đây. Nhà em đi sinh nhật này các chị ơi. Đó. Cả nhà em đi sinh nhật. Hello chị Hồng Liên Nguyễn Như chào người đấy, đẹp. Chị Hằng, chị Hà nè, chị Minh Anh nè. Đây em là Minh Anh đây các chị ơi. Em đây, em đứng bên góc đây kế bên chị Hà đây. Đây. Đấy cả nhà đi chơi chị. Mới đây có 2 ngày chứ mấy. Đúng rồi. Cái này 2 ngày chị Hà nè, đó anh Hải nè, chị Hằng đây. Chị Hồng. Đấy gia đình em đấy chị. Đó, mới đi chơi đó chị ơi. Em, đi chơi á. Em thấy gia đình em mà chỉ thấy mặt Minh Anh thôi, không có em trong tấm hình luôn á chị ơi. Em chịu. Em bảo sao em đi chơi kiểu gì mà không thấy anh mà chỉ thấy gia đình anh mà chỉ thấy mặt em mà không thấy mặt anh. Thạch anh tóc ơi, nãy giờ chị Si Nguyễn Ken đợi nãy giờ. Đợi em xíu. Em xin lỗi chị Si. Si đợi nha. Em xíu nha. Em chị lên Ken. Nha. Em chào chị Hồng Liên Nguyễn Như, em cảm ơn chị Hồng Liên. Hello Nguyễn các đã chị. Chia sẻ. Đây tóc ngũ sắc đây trời ơi. Đây giả mang cho. Ui tóc quá. Ngũ sắc VIP nè. Ui siêu trong luôn các chị ơi. Đây. Quá đẹp quá trong luôn. Tóc coi ngũ giúp sắc, em. Nhưng mà không lên thạch anh tóc vàng cho chị. Thạch anh tóc ngũ sắc là dành cho tất cả các mệnh luôn. Cái này là mệnh kim, thủy, mộc, hỏa, thổ đều đeo được nha các chị nha. Chị Si Nguyễn Ken ơi, thích lấy cái vòng này cho em. Cái này là gồm thạch anh tóc xanh, thạch anh tóc vàng, thạch anh tóc đen, thạch anh tóc đỏ. Đây các chị ơi, em lựa có cha mang hoa giúp chị nha. Ok chị, để em kiếm cái thạch anh nào có cha mang hoa. Hình như ý là chị muốn em
bán vòng riêng cho chị sau đó rồi mới phối cho chị hay là giờ em phối em rơi cho chị xem luôn ạ? À? Tại vì có những cái em chưa có kịp sâu. Thiệt sự là nhân viên của em chưa có ai biết làm cái này hết á. Cái này là có một mình em với lại chị kia là ngồi sau mấy cái cham á, tự mít lại rồi cho các chị thôi. Đây em cho các chị coi cái hộp cham của em nè. Hộp cham này là mới một phần mười. Cái hộp cham này là một xíu của em thôi đó. Chị thợ cham. Một xíu của em thôi đó. Của em là một đống luôn. Của em là bao tải xếp đầy nhà. Hôm đúng rồi, chị thợ cham rồi. Chị đẹp lắm. Nhà, em trời, cái núi. Này là thạch anh, gọi là thạch anh tóc ngũ sắc VIP, là kim thủy mộc hỏa thổ, là ngũ hành dành cho tất cả các mệnh giúp em. Đây, cham của em đây, cham này là một xíu thôi đó các chị ơi, tất cả là bằng bạc thật nha, mà em chưa có mít được cái cọng nào hết. Mấy chị nói đá mặt trăng của chị đâu mà chị đợi bữa giờ mà chưa có. Mà tại vì các chị ơi, nói thiệt là không có thời gian, chưa có kịp làm, chứ không phải là không muốn làm cho các chị. Làm mỗi lần làm lên là bảo đảm là hôm đó hâm hâm lại hứng lên sale cho các chị. Chị Thảo Trang đẹp quá, em cảm ơn chị Thảo Trang. Đúng rồi chị ơi. Em chào chị Z Nguyễn. Hâm hâm điên lên lại lên lại sale. Đây các chị ơi, cái vòng em cho các chị coi nè. Bây giờ nha, cái mệnh nào chị nào cũng đeo được nè, sale rẻ luôn nha. Nhưng mà cho các chị xem cham của anh với em đeo nè. Ok, đây các chị ơi, cái vòng này là đá mặt trăng của bạn Hưng đây. Đá mặt trăng của bạn Hưng đang đeo đây. Đây, bạn Hưng là mạng thổ nha các chị nha. Nên em sâu nè. Thạch anh này là thạch anh tóc nè. Thạch anh này là tóc vàng, này là tóc. Tóc ngũ sắc. Một cái là ngũ sắc, một cái là thạch anh tóc vàng nha. Còn cái này là tất cả trên đây các chị ơi, thấy đá ánh xanh không? Các chị thấy ánh xanh giúp em không? Đây. Đây em xoay cái hộp cho các chị coi, đây là đá mặt trăng nè. Mệnh kim, mệnh thổ đeo cái này rất là tốt luôn. Còn cái này thạch anh tóc vàng. Cái này là đích thân em làm đây. Đấy cham bên em đấy chị, em giới thiệu cham thôi, đây, em không giới thiệu bên vào. Em đó. Nên chị muốn là em sẽ thiết kế riêng, em thiết kế riêng rồi hôm sau em lại lên live. Tại vì nó thật là bây giờ là em chưa có làm xong hết mấy cái cham phục vụ cho các chị. Nói chung là em thấy em hứng lên, em thích cái vòng nào là em lên em ngồi em sau. Em ngồi em sau em bán tại shop 2 triệu mấy 3 triệu, tại vì các chị ơi thông cảm giúp em. Tất cả đá bên em là đá VIP, đá có kiểm định, đá VIP và đá đã qua kiểm chứng. Các chị không tin, các chị có thể ra cho em BNG bỏ 200-300 nghìn giúp em kiểm định đá các chị đang đeo có phải là hàng thật không nha. Cái này là nhà Kinh Ly chỉ bán hàng thật thôi. Ngay cả các mặt Phật Ngọc Bích nè các chị ơi, hàng nhập hết nha. Ngay cả các mặt Phật Ngọc Bích nè các chị ơi, Ngọc Bích 12 con giáp đây. Ngọc Bích 12 con giáp đều có giấy kiểm định hết các chị ơi. Cái này hàng em nhập, Ngọc Bích 12 con giáp đều có giấy kiểm định hết các chị ơi. Nhìn giúp em nha, Ngọc Bích 12 con giáp của em. Thiết kế cho chế Nga. Ok, Si Nguyễn Ken, chế Si Nguyễn Ken. Đây các chị ơi, giấy kiểm định đây. Đây là check code mã vạch giúp em. Cái này là hàng nhập. Đúng. Alo, 0091491139. Ok, em thấy số điện thoại của chế rồi. Nhưng mà chị thích thạch anh tóc vàng hay thạch anh ngũ sắc, để ngày mai em ngồi em sâu em mít với chàng. Thạch anh tóc vàng thì liên quan đến chuyện tiền tài và kinh doanh. Đúng rồi. Chị nghe đến vàng là chị biết. Nếu mà chị nào đang kinh doanh, lấy thạch anh tóc vàng cho em. Nhưng mà thạch anh tóc vàng là phù hợp với lại mệnh gì nha. Còn thạch anh ngũ sắc là dễ đeo. Ngũ sắc là ngũ hành, gồm 5 cái ngũ hành là gồm thạch anh tóc xanh, thạch anh tóc đen, thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc vàng và thạch anh nâu trầm. Nó sẽ chứa trong đó tất cả các loại, nên là tất cả các mệnh đều đeo được thạch anh tóc ngũ sắc này. Nên là những cái chị nào mà đang phân vân, không biết rõ đủ cái tên là chị phải nên đeo thạch anh nào thì đeo, cứ đeo cho em thạch anh tóc ngũ sắc. Cái này dành được cho tất cả các mệnh cho em. Đây em cho các chị coi lại lần nữa nha. Kim thủy mộc hỏa thổ cho em đây. Kim thủy mộc hỏa thổ, cái này là thạch anh tóc xanh đây, trời ơi đẹp quá các chị ơi. Cái này là thạch anh tóc vàng mà nó vàng trong luôn các chị ơi, nhìn giúp em từng cái vân hoa ở trên nha. Cái này em đang bán đây, nhìn giá giúp em 3.316.000, 3.316.000 đó. 3.316.000 là cái này là loại VIP rồi nha. Nhưng mà em có cái dây gần cả 5 triệu bạc lận đó các chị ơi. Có dây gần 5 triệu lận á. Mà dây này em sale em chưa có sale, dây này là em bán rẻ thôi đó. Các chị ơi vô BNG cho em, vô BNG coi giúp em. Cái này BNG đang bán là 7 triệu giúp em. Hôm bữa em vô BNG em coi 6-7 triệu. Nội em có bán ruby nữa, em có bán ruby thật nha. Một viên ruby ở BNG bán cho các chị làm nên một cái mặt dây chuyền á, làm nên cho các chị một cái đôi bông tai hay là một cái nhẫn á, BNG bán
20 mấy triệu, 30 mấy triệu. Mà tiền công một cái nhẫn vàng không có đến mức đó đâu các chị ơi. Đắt là đắt ở cái viên ruby. Đúng ruby thật. Ruby, ruby gọi là ruby, ruby hỏa đó. Không phải ruby hỏa mà ruby ánh á. Thì nó sẽ có cái ánh phát sáng 6 tia ánh sáng là ruby thật nha các chị nha. Ruby giả khi mà các chị rọi cái đèn vô các chị sẽ không thấy cái 6 ánh sáng đó đâu. Đúng hàng thật mới có. Cái này dành cho tất cả các mệnh nha. Chị Si Nguyễn Ken ơi, muốn lên muốn em thiết kế cái vòng thạch anh tóc ngũ sắc hay là thạch anh nào comment cho em. Để mai em mix cái vòng, em mix thêm charm. Charm thì nhà Kinh Ly có charm hoa sen, charm bầu hoa sen nè, cây đào may mắn nè, rồi rất là nhiều con voi may mắn nè, rồi cây chiếc lá may mắn thanh đạm nè, rồi nào là đồng tiền, nào là kim tiền, nói chung là nhiều cái charm lắm, em không có nhớ hết được, nhưng mà cứ muốn lên thiết kế cái charm nào thì cứ comment cho em. Mai em lại ngồi thiết kế rồi tối em lại lên live, hẹn các chị lại tối lại lên live. Cứ đến tối đây, là đây. Em lên cái live. Cái charm hôm trước em show thạch anh tóc vàng cho chị là charm bông sen này, chị đây. Sương Lâm á. Em hôm cho bữa, các chị xem. Hôm bữa em show cho khách chị Sương Lâm. Không biết chị Sương Lâm có đang coi live nhà Kinh Ly không? Cái vòng này là đây. Triệu nhờ. Đây Kinh Ly Hưng Lê đây. Shop em đây. Đây cái bảng của shop em đây. Em show tại shop cái vòng này là thạch anh tóc VIP luôn á, thạch anh tóc vàng đó. Đây ở đây là gồm một con tỳ hưu nha, một tỳ hưu này. Rồi đây là cái charm hoa sen đây các chị ơi. Charm hoa sen đây, rồi thả một cái viên này là viên thạch anh tóc vàng xuống. Tại vì thật sự là em nhiều mẫu nhiều mã lắm. Hầu như em lên sale cho các chị là sale rẻ đó, hôm bữa chị Sương Lâm mua cái này 3 triệu mấy đó. Em phải nói là hàng em bán là loại VIP thôi các chị ơi. Tay của em đây chứ đâu, tay của em đeo nhẫn đây nè, tay của em đây. Cho các chị coi hình là cho hàng đúng luôn, tay của em đây. Em đích thân em làm, đích thân em chụp hình luôn. Chỉ có Kinh Ly thôi chị ơi, không lấy hình giả trên mạng nha. Làm thật có sao nó vậy. Cái này là tỳ hưu đó. Là size nhỏ. Đúng rồi. Đó. Rồi, các chị ơi, muốn thạch anh nào? Thạch anh tóc đen, thạch anh tóc vàng, thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc xanh. Rồi, thạch anh tóc ngũ sắc cứ comment cho em. Ngày mai em thiết đây kế nè, em lại lên cho các chị. Đây nhắn là cái hình nó nè, cho đây, các chị xem. Cho các chị coi của chị Sương Lâm đây. Đây các chị ơi. Đấy là cái hình em mới cho các chị xem chị đấy. Chị mua toàn hàng của chị Hằng Hà, giờ mua ủng hộ em vẫn chưa làm vòng cho chị hả? Sáng thứ hai chị không có ở Sài Gòn. Đây chị đẹp lắm. Đây các chị ơi. Cham em là cái đài hoa sen. Đây cái đài đấy. Hoa sen đây các chị ơi. Nên các chị chỉ cần chốt cho em là thạch anh tóc vàng hay là tóc đỏ thì em sẽ em thiết kế mới làm được. Thì em sẽ thiết kế cho các chị. Đó. Chứ còn mà chưa biết đá gì thì em khó làm cái lắm. Này là khách yêu cầu em á, khách kiếm mẫu á, rồi khách hỏi em là em ơi em có làm được như vậy cho chị không, đây không được thì cứ ráng tập được thôi các chị ơi. Năm cái thông báo nè, đây các chị ơi, chị nhận hàng được rồi nè, đây chị nhận được hàng rồi, cảm ơn em nha. Khi nào chị sâu xong chị chụp hình em xem, kẹo dẻo ngon lắm, ăn hết chị mua thêm, cảm ơn chị. Đây các chị ơi, toàn là feedback thật thôi. Nhưng mà thật sự là không, em không có thời gian nhiều để em chụp lại những cái feedback này để đăng lên á. Nên là có nhiều chị á, mình vẫn còn chưa có tin tưởng của Kinh Ly. Nên là vài bữa em xiên em lại chụp lên, em lại cho các chị xem feedback của em. Chị Kim Chi, ok chị yêu ơi, lại có khách đặt hàng. Ok các chị. Còn nhắn tin. Không, cái này là em vui lắm á. Ủa em là em của Hằng và Hà hả em? Chị Kim Anh Cao ơi, đây anh chủ shop này. Em là em trai. Đây đưa cái mặt cho các nhưng chị coi. Lóa. Thấy không, mặt anh vào nó bị lóa. Em có hoa tay quá, làm vòng nào cũng đẹp. Cảm ơn người đẹp chị Mimi nhiều ạ. Cảm ơn các chị. Đây, cái anh này là anh chủ shop nha, cho các chị coi cái mặt nè. Đây. Anh là đưa mặt lại là sáng. Bạn này tên là Hưng Lê. Hưng Lê là em của chị Hằng Lê và chị Hà Lê đây, em ruột đó các chị ơi. Còn em là hả? Em là nhân viên thôi các chị ơi. Em dâu. Em là nhân viên thôi các chị ơi. Em cho cái mặt em vào là lóa liền, không biết sao hình như mặt anh do trắng quá nên nó sáng hay sao em. Chắc vậy. Chị Mimi ơi, cái mặt Phật Ngọc Bích á, cái mặt Phật Ngọc Bích mà có mẹ Quan Thế Âm mà phủ lớp vàng thật á. Cái mặt đó có lấy luôn không chị? Tại vì hồi em nhớ hồi sáng chị có gọi cho em á, nếu mà lấy thì em đi đơn chung với lại cái củ ốc anh Vũ với lại cái vòng hồi nãy cho chị luôn. Hồi nãy hình như chị Mimi có đặt đồ ăn nữa.
hồi nãy chị Mimi có đặt đồ ăn nữa. Nếu mà đi đơn thì nhớ nhắn tin cho em nha, nhớ nhắn tin cho em hoặc comment cho em nha, hoặc là để em gọi em chốt đơn cho chị. Nhớ comment cho em nha, để em nhớ em gọi chốt đơn, tại vì nhiều tin nhắn quá nên thông cảm giúp em nha chị yêu nha. Ngày nào cũng có các chị lên làm động lực để em livestream hết á, hỏi thăm để biết mai mốt còn mua đồ chị Kim Anh cao. Ok chị. Em cảm... nhà bên chị Hằng, chị Hà với Hưng Lê là chỉ toàn bán hàng chuẩn thôi các chị ơi, không bán hàng giả, không bán hàng dởm, sale rẻ luôn á, sale rẻ cho các chị luôn á. Rồi ngày mai em lại lên vòng phong thủy tiếp, hôm nay em còn mấy cái rau câu căng bóng da em lên sale luôn cho các hỏi chị nè. Hỏi chị Si là chị đặt chị cái gì Si đó? Nguyễn Ghen, lát em gọi lại. Nhiều khi mạng yếu quá chị ao ra đó. Chị để lại số điện thoại rồi. Ok em thấy rồi. Rồi lên mấy hộp rau câu căng bóng da luôn, sale rẻ luôn nè. Mấy hộp rau câu căng bóng da để trong cái bao á, ở trong đó đó. Ngay cái bánh, ngay cái bánh á. Có 2 hộp à? 3, 2 hộp à? Nhiều. À, còn 4 hộp hả? Hôm trước còn có 4 hộp hả? Hôm bữa khách đặt 5 hộp rồi. Còn có 4, 5 hộp à? Ồ, hôm trước, à 6 hộp. Sao hôm trước anh tưởng bán hết rồi. Bán hết rồi nhưng mà xả trong kho không biết đâu ra còn 6 hộp rau câu căng bóng da đây các chị ơi. Rồi ai lấy comment cho em luôn. Cái này rau câu căng bóng da ăn vô sẽ căng da các chị nha. Ăn vô sẽ căng da, lấy luôn cho chị ship chung hết nha em. Ok chị Mimi. Rồi giờ là lấy cho chị Mimi là một củ ốc anh Vũ nè, một củ ốc ông Vũ sale 2 triệu mốt nè, một cái một cái dòng 700 nè. Rồi một cái dây chuyền nè, một cái mặt Phật Mẹ Quan Thế Âm nha. Em vẫn còn nhớ đơn của chị. Dạ đây. Rồi chị nè, hello chị Si Nguyễn Ken. Chị muốn sâu vòng là thạch anh tóc ngũ sắc hay thạch anh tóc vàng hay thạch anh tóc đen hay là thạch anh nào, comment cho em đi. Rồi mai em lại lên em sâu tram vô rồi em chụp tin nhắn qua cho chị. Mà cứ tầm 7 giờ mấy 8 giờ là em lại lên, em lại sale, em lại lên đồ phong thủy, em lại hứng lên, em lại lên đồ phong thủy đó. Cứ tầm đó cứ nhớ coi like nhà em, cứ nhớ coi like nhà em giúp em. Hình như lại mạng lại yếu, lại bị ao. Mạng lại yếu rồi hả? Nãy giờ nghe nói cham chị thích quá. Đúng rồi chị Dương Phạm ơi, cham cực kỳ xinh luôn. Mà tại em không có thời gian nhiều, em sâu á. Em mà sâu là bảo đảm mấy chị là trời ơi khô máu với em luôn á. Khô máu với em luôn. Và giống sang hồ quá. Cảm ơn các chị. Ok chị Si Nguyễn Kim. Chị Nguyễn Anh. Nhỏ. Nhỏ nhiều ký em. Nhỏ nhiều ký em. Em bao nhiêu ký hả chị? Em hả chị? Em 6 mấy ký lận á chị, em không có ốm đâu. Em có 69 ký. Em nói thiệt nha, đồ ăn nhà em bán toàn ngon không mà. Lần nào em like lên là em cũng ăn hết đó, bởi vì em ốm không có nổi. Với lại em thở không em cũng mập nữa. À chị Hà có. Em làm xong cho chị xem nha. Ok chị, em nói thiệt nha, em ăn ít lắm luôn mà không hiểu sao nó cũng mập nữa chị ơi. Đây, em còn ít rau câu căng bóng da sale lỗ vốn luôn nha. Sale lỗ vốn luôn nha. Cái này là lấy vô như bán sale luôn. Số vàng bán những gì? Ôi chị Kim Anh ơi, chị hỏi thế thì em khó trả lời lắm. Shop em bán giờ đủ thứ hỏi... hết đó chị ơi. Giờ chị hỏi vào em... vào trang Kinh Ly Hưng Lê, nhấn like cho em rồi các chị ơi, cứ thấy cứ theo dõi giúp em, mỗi lần em like là các chị sẽ thấy. Ôi thật cái hồ linh cắn. Mỗi lần em like các chị sẽ thấy và mỗi lần mà em đăng bài các chị sẽ hiện lên trong Facebook của chị luôn. Hạt chia nè, đồ ăn bánh kẹo nhập khẩu nè, quần áo nè, đồ phong thủy nè, nhiều lắm các chị ơi. Nhỏ ăn chứ không phải nhỏ nhiều kia. Ôi trời ơi. lên đây khai. Ok chị Nguyễn Anh. Nho nhiêu ký em? Anh thấy bị lắc rồi nên các chị ao ra. Ok đem. Chị ơi, em có nho. Nho khô này là nho khô của Mỹ nha các chị nha. Nho khô 200 ngàn một ký giúp em. Nho khô 200 nhưng ngàn mà một ký. Mua 6 ký đi, 6 ký có 600 6 à? Ký rưỡi. 6 ký. 6 ký là một thùng chia ra là 6 ký, 6 ký 600. 1 ký 200. Trời ơi, mua 6 ký đi chị bôi. Tự nhiên mua 1 ký làm gì? Đúng rồi. Chị... Cái thùng nho mà em bán y chang chị Hà luôn á. chị Kim Anh Cao hỏi là số em bán gì. Giờ chị hỏi em không bán gì em mới trả lời được chứ bán gì em nhiều lắm. Thực dạ, sự là phải. Chị Nguyễn Anh ơi mua nho đi các chị ơi, nho khô của Mỹ ngon lắm. Cái đó 1 ký thì 200 ngàn, bán rẻ luôn. Còn nếu mà chị nào thương em mua nửa thùng cho em, nửa thùng là 6 ký em bán rẻ luôn, 600 ngàn thôi. Giỡn với chị Kim Anh thôi chứ bên em cái gì cũng có bán nha chị Kim Anh. Chị cứ bên em khách hàng cần gì là bên Kinh Ly Hương Lê đều có nha các chị. Yên tâm về chất lượng luôn. Đó. Ok chị Si, em làm xong em sẽ gửi cho chị. Vì chị mua đồ, vì chị mua đồ của hàng Lê và Hà Lê lâu lắm rồi, giờ mới biết em. Ủa sao chị mua...
Chị dạ. có hay ghé shop không nào? Nếu mà dạ. chị mà hay ghé shop. Cảm ơn chị Kim Anh Cao. Chị vui lòng mà nếu mà chị ủng hộ Kinh Ly á, chị có thể là nhấn like fanpage Kinh Ly Hưng Lê nha. Thì mỗi lần mà tụi em like sẽ hiện lên trên cái new feed Facebook của chị. Hoặc là mỗi lần tụi em like hoặc là tụi em đăng bài, cái chị sẽ thấy những cái bài em đăng. Tại vì em không thể quảng cáo hết một ngày em bán được cái gì. Em nói chung là em bán như cái tiệm tạp hóa vậy. Vừa phong thủy nè, vừa đồ ăn, vừa bánh kẹo nè, vừa quần áo nè, nhiều lắm các chị ơi. Vật dụng gia đình, nói chung là cái nào mà em cảm thấy là hàng rẻ, em săn được, em sell được, em mua được là em về em bán hết cho các chị. Đây, rồi chị nào đang ăn rau câu căng bóng da cho em xin cảm nhận nha. Đợt trước cái này 800 em sell 400k. Đợt trước cái này là 800 em sell còn 400k. Cái này ăn vào nha sẽ kích thích. Thứ nhất là đẹp da của chị, ăn vô cái này là rau câu căng bóng da. Tại sao em gọi là rau câu căng bóng da? Khi mà các chị ăn vào, các chị sẽ thấy căng cái da, căng cái da chị lên. Các chị ơi, thấy cái da của em không? Nó có độ đàn hồi và nó căng nhẹ. Nó sẽ căng cái làn da cho các chị ra. Và nó có biotin, nó sẽ kích thích mọc tóc và cứng chắc khỏe móng tay, có vitamin luôn, rất là tốt cho máu. Đây các chị ơi, chị nào mà hay làm móng tay, đây là tóc con của em đang mọc ra đây, tóc con của em đang mọc ra. Em ăn cái rau câu này cực kỳ tốt. Nó vừa căng da cho các chị, nó căng da, nó có collagen nha. Và nó sẽ giúp cho các chị tốt bên trong. Cái này là ăn bên trong mà đẹp bên ngoài luôn á các chị. Đây, cái này sale rẻ luôn, sale lỗ vốn luôn. Chị nào đặt cho em 250 một hộp, em chốt trên live thôi nha. Còn mấy hộp em sale luôn, nếu các chị có biết rau câu căng bóng da sale 250 một hộp. Hôm bữa khách không có khách đặt hàng mà không có hàng. Tại vì nhân viên em mỗi bên nó quăng, cứ mỗi chỗ là quăng hộp, cứ mỗi chỗ quăng hộp. Cái hôm nay đi dọn hết cái kho mới phát hiện ra là còn dư 9 hộp, ấy lộn, 6 hộp. Còn dư tới 6 hộp lận sale rẻ luôn. Đợt trước 800, sale còn 400, hôm nay sale 250 giúp em. Chị nào đặt thì comment cho em nha. Cứ số lượng 22 giúp em, 22 giúp em, tại vì này em bán rẻ lắm rồi. Sale 200, thôi bán luôn một hộp nè, 250 giúp em, ai lấy comment cho em đi. Chị cái gì đây? Chị Kim Cao cái gì? Vì chị mua đồ. Chị ăn 12 hộp rồi, ngon lắm, căng da. Đúng rồi chị Hà My ơi, trời ăn tới 12 hộp rồi, cực kỳ căng da, đẹp da lắm luôn á chị ơi. Những chị mà bị khô da đó, ăn rau câu căng bóng da cho em. Hai rau câu ok chị Võ Mỹ Chị, sale rẻ luôn. Hai rau câu chốt cho chị Võ Mỹ Chị nè. Anh ơi, hai rau câu cho chốt cốt cho chị Võ Mỹ Chị nè. Trời ơi, sale rẻ luôn á các chị ơi. Chị lên shop Hằng Lê 3 lần rồi, chị đi 7 người lên mua nhưng bây giờ cứ mặt hàng là gửi về, còn Hà Lê mua nhiều lắm. Đúng rồi chị ơi, ủng hộ luôn Hưng Lê giúp em. Cảm ơn chị nhiều luôn. Chị Võ Mỹ Chị hai rau câu nè, còn 1, 2, 3, 4, 4 hộp luôn. Chị nào lấy comment cho nhà Kinh Ly, 250 một hộp luôn, sale rẻ. Không về hàng nữa đâu chị ơi, Hàn Quốc tắt biên rồi, cái này của Hàn Quốc giúp em. Cái này của Hàn Quốc nha các chị nha. Ăn là biết cái này cực kỳ căng bóng da luôn, rất là đẹp da. Cái này là phải nói là ăn, thay vì mình ăn bên trong, mình tốt cho bên trong, nhưng ăn bên trong cái này đẹp bên ngoài nữa. Nó sẽ căng cái tế bào da của chị, cung cấp độ đàn hồi cho da, tăng cái gọi là thay vì mình ăn thì mình tốt cho cơ thể, thì cái này nó sản sinh ra những cái tế bào mới trong da. Những chị nào mà da mỏng da yếu ăn cái này nó sẽ rất tốt cho da luôn, phục hồi cho da, da gương máu, da yếu, da mỏng nha. Ăn cái này căng da cho em. Đây các chị ơi, các chị thấy cái vùng trán của em hơi bị căng luôn mà nó có độ bóng nhẹ đó các chị ơi. Cái này là em ăn rau câu căng bóng da đó. Cái này là em ăn rau câu căng bóng da rất là ngon. Rau câu này chị ăn rồi, đẹp da lắm em ơi, chị Huỳnh Lệ. Ok chị ơi, cảm ơn chị nhiều. Chị nào đang dùng rau câu bông căng bóng da thì cho em xin feedback nha. Hôm nay em sale lỗ vốn luôn, 800k còn 250 thôi. Trời em chỉ ơi. Chốt trên live thôi nha. Chị nào lấy thì comment cho em, 800k sale lỗ vốn luôn, 250 giúp em. Chị nào đặt thì comment cho em nha. Đây các chị ơi, chị Võ Mỹ Chị là chắc biết rồi. Chị Võ Mỹ Chị hay ăn nè. Chị Hà My ơi, mua mấy hộp để dành ăn luôn đi chị ơi. Tại vì cái này không về hàng nữa đâu, không về hàng nữa nha, em còn 4 hộp duy nhất luôn. Chị nào thương em lấy cho em là rau câu căng bóng da sale 250 luôn. Sale 250 lỗ vốn nha các chị nha. Cái này là phải nói rổ lỗ vốn luôn, lấy nhiêu là bán nhiêu luôn á. Đợt trước là mới ra là bán 800 lận á các chị. Đợt trước mới ra 800, tại vì lúc đó là hàng hiếm lắm. Hồi đó ở nhà máy á, ở bên đảo Jeju ở Hàn Quốc á, sản xuất về á, là lúc đó hàng hiếm cực kỳ luôn. Rau câu căng bóng da là không có đủ nguyên liệu để sản xuất. Hai rau câu căng bóng da dùng đơn cho chị nhé. Ok chị Hồng Liên Nguyễn Như, hai rau câu căng bóng da luôn, dồn đơn cho chị nhé. Đơn chưa đi,
Đơn chị Hồng đi vẫn như chưa đi mà đúng không? Kiểm tra cho em đi. Em không biết đi chưa hay đi rồi nữa. Chị ơi, để ngày mai đi. Tại vì bây giờ cũng tối rồi, em chưa biết đi chưa hay đi rồi. Tại vì một ngày em đi mấy đơn lận, em đi mấy chuyến lận. Nên thông cảm giúp em nha. Chị Hồng Ly Nguyễn Như hình như hồi nãy có đặt cái gì không ta? Nếu mà có đặt á, thì em để đường đơn cho chị, có thì em ship nha. Rồi còn hai hộp cuối cùng luôn. Ai lấy comment cho em. Sale 250 lỗ vốn rồi đó các chị ơi. Còn hai hộp cuối luôn đi, ai thương em lấy luôn nha. Cái này là đợt trước. Đợt trước các chị có biết rồi, 800k. Không có đơn để chốt cho khách. Tại vì sao các chị? Hàng không có về. Hàng không có về, lúc đó nhà máy là không có đủ nguyên liệu để sản xuất. Thì lúc đó là phải nói là bán cực kỳ hiếm luôn. Mấy chị mà mua 800 nghìn là thế nào, vô đây thấy bán 250 chửi em luôn á. Chửi chắc luôn. Mà hôm nay 250 này là không, chị mua của chị Hà 400 đó, em vẫn còn nè. Đúng rồi chị. Bây giờ sale lỗ vốn luôn, 250 một hộp thôi. Mua giúp em, ai thương mua giúp em luôn đi. Còn hai hộp lẻ thôi. Đơn kem sẹo và tẩy mụn gốc lúc chiều đó. Ok chị Hồng Ly, chị Hồng Ly Nguyễn Như. Rồi. À, ngày mai đơn kem sẹo em kiểm tra lại. Để em chụp lại màn hình. Không hay là em quên. Các chị ơi thương em đi, tại vì em nhiều việc quá em cũng không có nhớ. À, hàng chiều của chị đi chưa? Đồ dồn đơn cho chị luôn, chị Võ Mỹ Chị. Ok chị. Đó dồn đơn được rất, chưa đi. Thôi chiều chị Võ Mỹ Chị đặt chốt cái gì rồi, nè. Chốt rồi sẹo với mày nhớ rồi. Tên chị Võ Mỹ Chị luôn. Đúng hả? Rồi, trời ơi. Chốt đi em khỏi gọi chị. Ok, rồi em nhớ chị Võ Mỹ Chị rồi, tại vì hồi chiều là chị Võ Mỹ Chị nói là chốt đi em khỏi gọi, chốt đi em. Ok, dồn đơn luôn. Hai hộp tổng cộng 500 rồi, sale lỗ vốn 400. Cái này là được sale rồi là 400k đó các chị ơi. Cái này là giá gốc 800 đó chị ơi. Đợt có chị mua 800, đợt sale rẻ nhất là 400. Nhưng hôm nay còn trong kho nhiều lô ra sale luôn. Rồi 250 giúp em comment nha. 250 thương em cho em chuyến đò cuối cùng để em đi về em ngủ luôn các chị ơi. Hai hộp giúp em. Rồi chị nào lấy thì comment cho em nha. Em còn hai hộp cuối luôn là em hết rồi. Rau cao bao cân bóng da 800 sale lẻ luôn, 250 giúp em. Chị nào đợt trước mua là biết rồi, cái này không có hàng để bán nữa. Cái này không có hàng để bán nữa nha các chị nha. Ăn vô đẹp da lắm. Đúng rồi chị ơi. Đúng rồi chị Phượng Lệ ơi. Chị Phượng Lệ nói cái này là siêu mọc tóc luôn. Chị ăn cả 4 hộp rồi. Cái này nhà chị ai cũng khen. Mẹ chị ăn bây giờ 65 tuổi da đẹp lắm. Ok, cảm ơn chị Phượng Lệ nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Cái này ăn vô các chị ơi, nó kích thích cái nang mọc tóc à. Tại vì cái da đầu của mình ấy, có nhiều chị sẽ bị gọi là sói hai bên giống như em nè. Nhưng mà em ăn cái này em cảm thấy là da em đẹp hơn, vì nó có chứa collagen và nó giúp mọc tóc, vì nó có biotin đó các chị. Nó sẽ mọc tóc cho các chị luôn. Nói chung chị nào ít tóc ăn cái này đẹp móng, tóc chắc và tóc luôn. Móng và tóc đều đẹp. Rồi, em chuẩn bị xíu nữa, em 1 phút, 2 phút nữa là em chuẩn bị ngắt like nha. Tại vì ngắt like thì thế nào cũng hết hai hộp này luôn. Nên em ưu tiên chị nào đặt trên like thì cho em là 250, ngắt like là em bán 400 giúp em. Tại vì em ưu tiên cho những chị yêu nào đặt trên like thôi. Đó, em ưu tiên cho những chị đặt trên like thôi. Cái mấy chị mới nói là em ơi, chị bỏ thời gian ra chị coi like em mà chị cũng mua được giống như khách bên ngoài. Nên là khi ngắt like em không áp dụng đơn 250 nha. Ngắt like em vẫn bán 400k là giá em siêu sát nút rồi. Em chốt cho những chị đặt trên like thôi, 250 giúp em. Các chị canh coi like em. Ok, các chị cứ canh coi like em đi. Vài bữa em cứ lên sale nhiều cho các chị. Em cứ lên một rau câu dồn đơn của ốc cho chị nha, chị Thảo Trang. Ok, chị yêu luôn. Trời ơi, còn một hộp em ăn đi. Chị Thảo Trang ghi tên cho em, còn một hộp cuối cùng. Rồi ok chị ơi, một hộp cuối cùng. Một hộp rau câu căng bóng da cuối cùng luôn. Chị Thảo Trang có đơn của ốc chưa nè? Đây, ở đây có củ ốc không? Củ ốc 1.250.000 mà sale cho chị. Ok. Củ ốc là củ ốc hồi nãy, củ ốc 2.500.000 sale á, hai củ ốc sale 1.500.000 còn 1.250.000 á. Rồi em sale tiếp cho chị là 1.000.000 đó. Rồi, ok chị yêu luôn. Cảm ơn chị Hà. Cảm ơn chị Hà Phạm. Dạ cảm ơn các chị nhiều ạ. Tối rồi mà em vẫn xuyên lên like thế em. Tụi nhỏ tài cao. Cảm ơn chị Hà Phạm. Chị ơi, còn một hộp cuối, ai cứu vớt em đời em luôn. Sao rổ vốn luôn nè, 800 còn 250. Rồi một phút nữa nha, em ngắt like á. Một phút nữa là em nói thiệt em ngắt like. Hay các chị ơi, có muốn em lên đồ ăn không? Chị nào muốn lên em đồ ăn thì comment cho em đi, em lên đồ ăn luôn. Hay cho anh lên mặt. Để dành em ăn đi chị Võ Mỹ Chị. Em hả, em có hai hộp rồi. Em có hai hộp rồi mà giờ để em suy nghĩ em có nên để dành không nè. Em có nên để dành không nè. Em còn hai hộp rồi. Trời ơi em ăn nhiều lắm á. Em thích cái này nè.
Cái này em ăn nhiều lắm á. Cái này để mai đi. Ngày mai là mấy chị hẹn mai lên mặt Phật bổn mệnh đó. Mai hứa là mai lên. Mai hứa là mai lên nha. Nãy có mấy chị hỏi mặt Phật bổn mệnh đó. Mặt đó em thỉnh ở chùa các chị ơi. Mặt đó là em thỉnh ở bên nước ngoài về. Xong rồi em ra chùa em khai quang cho các tức mệnh, là giống như là tất cả mệnh 12 con giáp, là mệnh gì đeo được, mặt gì mặc gì. Đó là mặt Phật bản mệnh giúp em. Ok chị. Rồi một hộp. Chị nói vậy chắc em để dành em ăn luôn quá à. Em để dành em ăn luôn quá à. Hả? Để ok, cứ đưa đi, cứ để đi. Mấy hàng lẻ để đi, để bà Linh mai rảnh ngồi sau. Ok chị ơi, để em nghe lời chị, em anh để dành em ăn nha. Ngày mai ngày mai em về lại bông tẩy trang các chị ơi. Bông tẩy trang ngày mai em lại lên live. Hôm nay em mới về rồi mà em chưa có khui thùng. Dạ. Dạ hai vợ chồng em đẹp quá. Cảm ơn chị Võ Mỹ Anna Duyên Phạm, một hộp rau câu nha, Kinh Ly Hưng Ly. Rồi hết hàng. Ok. Chị Anna Duyên Phạm đặt rồi, hết hàng rau câu cam bóng da các chị ơi. Ghi tên cho em Anna Duyên Phạm, chị Anna Duyên Phạm đi. Ok các chị ơi. 800 xe rẻ rồi, 250 hết hàng rồi chị ơi. Em hết hàng rồi chị Phượng Xuân ơi. Rồi, em còn chút bánh nha, lên like luôn các chị ơi. Ăn bánh không các chị ơi? Ăn đòn không em? Lên like luôn đi go. Mấy hộp bánh nè. Bánh này là bánh Đài Loan á chị ơi. Bánh này là bánh tươi Đài Loan nha. Bánh này là bánh tươi Đài Loan, có trà bông bên trong luôn. Có trà bông ở bên trong. Đây các chị ơi, ăn siêu ngon luôn, bánh tươi Đài Loan phải nói là cực kỳ ngon. Dạ em đẹp quá, cảm ơn chị. Đây các chị ơi, ở bên trong nó có cái một lớp xốp của bánh trà bông phô mai, trà bông nè, trời ơi siêu ngon luôn á. Cái này em bán 12 cái một chục, một cái một 10 cái giúp em thôi nha. Chị nào đặt cho em 120 cái nha. Bánh này là bánh phô mai. Bánh này là có một cái lớp trà bông nè, có cái lớp trên, có lớp xôm phốt phô mai nhẹ. Ăn cái này em phải nói là chị nào mà đói bụng á, buổi sáng ăn cho em một cái thôi, uống một ly sữa hoặc là ăn một cái chén yến mạch thôi là xong một cái bữa ăn luôn. Cái này sale lỗ vốn luôn nha. Không, em nhầm, cái này không có sale. Cái này là lời không, không có nhiều hết chị ơi. Bán vô nhiêu là các chị ơi đã biết rồi, bánh bông lan Đài Loan tươi như vậy. 120 ngàn 10 cái giúp em, chị nào ăn thì comment cho em nha. Bánh này là comment giúp em là bánh bao trà bông 120 ngàn 10 cái giúp em. Mua để dành ăn đi các chị ơi, siêu ngon. Cái này cực kỳ ngon luôn. Rất là ngon luôn các chị ơi, 120 ngàn 10 cái giúp em nha. Cái này em còn ít là các chị ủng hộ em luôn đi, thương em ủng hộ em luôn đi. Cái này ngon lắm luôn á, 120 ngàn 10 cái. Rồi chị nào lấy thì comment cho em nha. Tại vì mạng yếu quá, mạng bắt đầu yếu rồi, không thấy các chị đâu hết, bị out ra lại rồi nè. Ok em thấy chị rồi nè. Sao không thấy đọc chốt đơn của chị nè. Chị ơi, em thấy rồi chị ơi, do cái điện thoại của em nó không có hiện lên đó các chị ơi. Thông rồi. Cảm cho em nha. Nó giật cái lại mất. Rồi ok chị ơi. Rồi, thôi em hẹn các chị ngày mai em lại lên live nha. Ngày mai em lại lên live tầm trưa hoặc là chiều hoặc tối. Trưa chiều tối lại lên thăm em các chị ơi. Ngày mai các chị ơi nhớ chia sẻ giúp em cho các người thân gia đình, nói chung là những chị nào mà đang mê có tín đồ về có em lại lên live, em lại tư vấn cho các chị. Chị nào muốn có đồ hàng nhập như thế nào, muốn lên cái gì có luôn, dầu xả, dầu giặt, nói chung là đủ thứ, hạt chia, hạt ngũ cốc, yến mạch có đủ hết. Bánh luôn rất là ngon. Rồi em hẹn các chị ngày mai nha. Lưu ý giúp em, chị nào mà chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ lọc qua một cái phần mềm đó là Excel trên Facebook. Thì chị nào mà chia sẻ nhiều nhất thì em sẽ tặng cho các chị một chiếc vòng. Vòng đó là vòng hộ phách như em nói ở trên live nha. Đã tặng thì sẽ đăng lên và kèm theo cho các chị là tên rõ ràng luôn. Đã nói là sẽ tặng, chia sẻ nhiều nhất, bình luận nhiều nhất nha các chị nha. Rồi cảm ơn các chị yêu luôn. Chúc các chị một buổi tối thật là... Không phải buổi tối thật là mà là buổi tối ngủ thật ngon nha các chị nha. Chúc các chị buổi tối ngủ ngon. Rồi cảm ơn các chị ơi. Cảm ơn các chị đã theo dõi live của nhà Kinh Ly. Cảm ơn tất cả các chị ạ. Em xin chào tất cả các chị ạ. Bye bye các chị ạ. Bye bye.